Đô thị mạnh nhất hoàn khố. Diệp Thần Phong. Chương 2501, khác một loại tác dụng. Hơn vạn đầu màu đen đại xà. Hắn trong con người tản ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh. Không gian phảng phất vào đúng lúc này đều phải tan vỡ bình thường. Ngô Thiên Phúc nhưng là thứ thiệt tiểu viên mãn cường giả đỉnh cao, hơn nữa chiến lực của hắn muốn so phổ thông tiểu viên mãn đỉnh phong mạnh hơn không ít. Một chiêu này vạn xà thôn phệ thật là có một loại khí thôn sơn hà cảm giác. Diệp Thần Phong bình thản âm thanh ở trong không khí vang vọng. Này rậm rạp chằng chịt màu đen đại xà đã đem Diệp Thần Phong cấp bao vây ở trong đó, không chỉ có là trước sau trái phải, liền ngay cả Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu cũng bị màu đen đại xà cho che phủ lên rồi, nói cách khác hắn căn bản không có né tránh một chiêu này khả năng rồi. Ngô Thiên Phúc tức giận ra mặt co giật. Trong lỗ mũi hừ lạnh nói, một chiêu này liền đầy đủ muốn ngươi này tiện mệnh. Bảo vệ Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên Ngô Chi Minh, hắn trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, hắn phi thường rõ ràng một chiêu này power, coi như là hắn tại Ngô Thiên Phúc một chiêu này vạn xà thôn phệ dưới, cũng cơ hồ là không có sống dưới khả năng tới. Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuy nói vô cùng cường đại, hơn nữa trên người lại tràn đầy quỷ dị. Nhưng thần tôn cảnh sơ kỳ cùng tiểu viên mãn đỉnh phong trong lúc đó, thật sự là cách biệt nhiều lắm. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong con ngươi xinh đẹp che kín lo lắng. Ngô Quy trong miệng ru ru thì thầm nói, Diệp huynh đệ tuyệt đối không có việc gì đâu, hắn tuyệt đối không có việc gì đâu. Ngô Linh Vũ con mắt chăm chú nhìn lít nha lít nhít hắc xà địa phương. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương lửa giận trong lòng không ngừng kéo lên. Đường Cảnh Hồng bốn loại đại lão tổ đem bọn hắn quấn gắt gao. Mục Khang dễ dàng lạnh giọng quát lên, tiểu tử này cuối cùng vẫn là chết tại các ngươi Ngô gia trong tay mình, ngươi có hay không cảm thấy rất buồn cười. Oanh, một tiếng. Rậm rạp chằng chịt màu đen cự xà đem Diệp Thần Phong trong nháy mắt thôn phệ ở trong đó. Mà tại đây chút rậm rạp chằng chịt màu đen cự xà mãnh liệt đánh về phía Diệp Thần Phong trong nháy mắt. Ý thức của hắn lập tức câu thông sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, cái kia trên trăm đầu có thể cấu thành long hồn áo giáp cự long hư ảnh, trước đó bị hắn thu nhập long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong rồi, chỉ cần hắn một ý nghĩ, trên trăm đầu cự long là có thể từ long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong bay ra ngoài, cuối cùng ở trên người hắn hình thành long hồn áo giáp. Diệp Thần Phong trong lòng ý nghĩ hơi động. Long hồn áo giáp, oanh, oanh, oanh. Từng cái cự long hư ảnh đột nhiên từ sau lưng hắn dấu ấn bên trong lao ra, bởi bốn phía đều là rậm rạp chằng chịt màu đen cự xà, cho nên người bên ngoài căn bản không nhìn thấy Diệp Thần Phong giờ phút này biến hóa. Bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cự xà trong đám đó lóe lên hào quang màu vàng óng. Cái kia trên trăm đầu cự long hư ảnh biến thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng lượn lờ ở Diệp Thần Phong trên thân thể. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trên người đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng óng. Bộ giáp này là từng mảng màu vàng long lân tạo thành, tại bộ giáp này bên trong ẩn giấu đi nhất cổ cực kỳ năng lượng khổng lồ, mơ hồ long uy từ bộ giáp này bên trong tản ra. Hơn vạn đầu màu đen cự xà hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Nói cách khác cũng coi như là xung kích tại long hồn áo giáp bên trên. Này long hồn áo giáp nhưng là có thể chống đối nửa bước thần đế cường giả công kích. Này cái gọi là vạn xà thôn phệ. Power tuy rằng đủ mạnh, nhưng vẫn là không làm gì được long hồn áo giáp. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng long hồn áo giáp có thể nhẹ nhõm chống đối vạn xà thôn phệ, nhưng hắn có một cái cực kỳ trọng đại phát hiện. Này long hồn áo giáp không chỉ có thể chống đối vạn xà thôn phệ, lại còn tại đem vạn xà thôn phệ bên trong năng lượng. Nhanh chóng thu nạp tại bên trong khôi giáp. Long hồn áo giáp thu nạp vạn xà sức cắn nuốt số lượng thủ pháp phi thường đặc thù. Phía ngoài những người kia chỉ có thể cảm giác được vạn xà thôn phệ power tại một chút bình thường biến mất. Dưới cái nhìn của bọn họ này là bình thường tiêu hao. Ngô Thiên Phúc cười gằn nhìn xem từng cái rậm rạp chằng chịt màu đen cự xà. Đợi đến màu đen cự xà toàn bộ biến mất. Ngô Thiên Phúc khóe miệng cười gằn im bặt đi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào trong tầm mắt của hắn. Trên người mặc long hồn áo giáp. Từng mảng màu vàng long lân tạo thành áo giáp mặc ở Diệp Thần Phong trên người, nghiễm nhiên có một loại cường giả tuyệt thế tư thái. Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại đem vạn xà thôn vệ cho chống đỡ chặn lại. Đường Cảnh Hồng, La Hải Uyên,
Mục Khang dễ dàng cùng Đằng Trung Nam nụ cười trên mặt cũng không có, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong rõ ràng thật sự còn sống. Hơn nữa còn là lấy tư thế này sống sót. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương rốt cục thở ra một hơi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mấy người cũng tạm thời yên tâm xuống. Ăn mặc long hồn áo giáp Diệp Thần Phong, có thể rõ ràng có thể cảm giác được, vừa vặn một chiêu kia vạn xà thôn phệ, hoàn toàn bị thu nạp vào long hồn áo giáp bên trong. Long hồn áo giáp không cách nào hấp thu nguồn năng lượng này, chỉ là đem nguồn năng lượng này tồn phóng. Diệp Thần Phong cảm giác được chỉ cần hắn một ý nghĩ, là hắn có thể đủ đem nguồn năng lượng này một lần nữa thả ra ngoài. Này ngược lại là có chút lấy đạo của người trả lại cho người cảm giác. Bất quá! Long hồn áo giáp là có sử dụng hạn chế, một khi thừa nhận lấy quá nhiều mạnh mẽ công kích. Long hồn áo giáp sẽ tự động tản đi, yếu khôi phục một quãng thời gian mới có thể ngưng tụ. Vừa vặn tại thừa nhận lấy vạn xà thôn phệ, đồng thời đem vạn xà thôn phệ đưa vào áo giáp bên trong sau, long hồn áo giáp đã là có một chút tổn hao, thế nhưng một chút hao tổn cơ hồ có thể không cần tính, dù sao Ngô Thiên Phúc chỉ là tiểu viên mãn đỉnh phong cường giả mà thôi. Phát hiện long hồn áo giáp một loại khác tác dụng, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nụ cười hiện lên. Ánh mắt nhìn về phía đờ đẫn Ngô Thiên Phúc, liền điểm này sức mạnh, cũng muốn mạng của ta. Ngươi chả kém quá xa. Ngô Thiên Phúc đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đứng ở Ngô Thiên Phúc bên cạnh Giang Lập Đực, trong con ngươi của hắn tràn đầy nghiêm nghị, hiện tại hắn không dám ở coi khinh Diệp Thần Phong rồi. Hắn đã đem Diệp Thần Phong thả đang cùng mình bằng nhau trên độ cao đối xử, thật sự là Diệp Thần Phong quá mức quỷ dị. Ngô Thiên Phúc quát lạnh, tiểu tử, dựa vào một bộ bảo giáp, ta xem ngươi có thể phách lối khi nào. Cho dù cường hãn hơn nữa bảo giáp, cũng là có hạn chế, chỉ cần là lực lượng đủ mức. Là có thể phá tan ngươi bộ này bảo giáp, ngươi chẳng qua là thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Dứt tiếng. Ngô Thiên Phúc trên trán bạo khởi từng cây gân xanh, Diệp Thần Phong hoàn toàn làm tức giận hắn, được Diệp Thần Phong luôn mãi chế nhạo, hắn không thể nào tiếp thu được. Một trường vỗ xuất, xé gió trường, trong không khí cơn lốc hình thành, không gian được cơn lốc lôi kéo ra từng đạo màu đen vết xước. Một con màu trắng năng lượng thật lớn giấu bàn tay, như một con hung thú cái miệng lớn như chậu máu. Tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Một trường này power so với vừa vặn vạn xà thôn vệ còn muốn to lớn. Mà một bên Giang Lập Đực, hắn cũng không dám ở một bên nhìn xem bất động. Tật phong kiếm trận. Chỉ thấy Giang Lập Đực trên người kiếm khí xung thiên. Cánh tay của hắn vung lên. Từng thanh do linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu trắng, như hạt mưa bình thường từ trên bầu trời rơi xuống. Đang rơi xuống đến trong quá trình. Như vậy từng thanh rậm rạp chằng chịt trường kiếm màu trắng nhanh chóng chồng chất lên nhau. Rất nhanh hết thảy trường kiếm màu trắng toàn bộ chồng chất lại với nhau, biến thành một cái cực kỳ to lớn trường kiếm màu trắng, hướng về phía Diệp Thần Phong chém xuống. Trên mặt đất nhanh chóng nứt ra. Này tật phong kiếm trận power không thể so với xé gió trường yếu. Tiểu tử, người bảo giáp lợi hại đến đâu, người có thể ngăn cản được cái này hai chiêu sao? Đi chết đi! Giang Lập Đực quát lên. Dù sao người ở chỗ này cảm giác không ra long hồn áo giáp sức phòng ngự. Mà xé gió trưởng cùng tật phong kiếm trận power gộp lại, liền coi như là bình thường đại viên mãn cường giả đỉnh cao cũng phải tránh né mũi nhọn rồi. Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ, tại Giang Lập Đực xem ra cho dù bộ này bảo giáp bất phàm, Diệp Thần Phong có thể phát huy ra power cũng có giới hạn. Chương 2502, Diệt cực cảnh. Oanh, oanh, hai tiếng. Không nghi ngờ chút nào. Long hồn áo giáp lần nữa đem xé gió trưởng cùng tật phong kiếm trận cho chống cự xuống, đồng thời đem cái này hai chiêu năng lượng thần không biết quỷ không hay ẩn nấp hấp thu tiến vào bên trong khôi giáp. Hai người các ngươi có thể chăm chú một chút sao? Lấy ra các ngươi ăn. Sữa sức mạnh, trả tiểu viên mãn đỉnh phong cường giả, các ngươi liền cái dám chó cũng không bằng. Tại bàn tay khổng lồ ấn cùng to lớn trường kiếm màu trắng tiêu tan sau đó trên người mặc long hồn áo giáp Diệp Thần Phong, hắn nhàn nhã nhìn xem Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Đực. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ thực lực chân thật, hắn muốn chiến thắng Ngô Thiên Phúc hoặc là Giang Lập Đực làm khó khăn, chớ nói chi là đối mặt hai người kia liên thủ rồi, hắn hiện tại hoàn toàn là tại dựa vào long hồn áo giáp.
Tại phát hiện long hồn áo giáp một cái khác tác dụng sau, Diệp Thần Phong dự định tại long hồn áo giáp tản đi trước, tận lực tại áo giáp bên trong nhiều tích góp năng lượng, đến lúc đó đem các loại tích góp tại áo giáp bên trong chiêu thức đồng thời thả ra ngoài, chỉ sợ coi như là đối phó cực cảnh đỉnh phong cường giả cũng không lại lời nói dưới. Nhìn thấy Diệp Thần Phong nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Được cũng lại bình tĩnh không được, mắt thấy Diệp Thần Phong từng bước một hướng về bọn hắn nhanh chóng áp sát, hai người bọn họ trong tay không ngừng thi triển các loại uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Nhưng những chiêu thức này căn bản không gây thương tổn Diệp Thần Phong bất kỳ một sợi tóc, tại chống đỡ đỡ được thời điểm, những chiêu thức này toàn bộ được thu nạp vào long hồn bên trong khôi giáp. Ở đây những thần hỏa đó tông, Ma Vân Thánh Địa, Ngàn Linh Tông cùng huyết diễm cốc cường giả, bọn hắn cũng dồn dập giúp đỡ Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Được. Kết quả là, toàn bộ đoạn trong long đài các loại chiêu thức rực rỡ không ngớt, toàn bộ là hướng về Diệp Thần Phong chen chúc mà tới. Mà Diệp Thần Phong phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Này vô số chiêu thức căn bản vô pháp khiến hắn được một chút thương thế, những chiêu thức này toàn bộ được đưa vào long hồn bên trong khôi giáp. Ở đây ai cũng không có phát hiện. Diệp Thần Phong trên người long hồn áo giáp ngoại trừ chống lại rồi những này rực rỡ chiêu thức, chả đem những chiêu thức này tất cả đưa vào bên trong khôi giáp. Có thể nói thời khắc này, Diệp Thần Phong như cùng là chiến thần phụ thể. Đoạn trong long đài tất cả mọi người là sợ ngây người. Ngô Quy mập mạp này kích động cả người run rẩy, đây là ta Ngô Quy huynh đệ, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi là cái dám gì a hát, cái gì chó má thần vương, thần tôn. Tại huynh đệ ta trước mặt toàn bộ yếu nằm xuống. Ngô Linh Vũ trong con ngươi xinh đẹp dị thải không ngừng. Được Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ đỡ Ngô Nhân, lấy tư cách Ngô gia chi mạch lão tổ, hắn là tối biết trước Diệp Thần Phong thân phận, hắn chả vẫn muốn bảo vệ Diệp Thần Phong, giờ khắc này. Khóe miệng của hắn không ngừng co giật, Diệp Thần Phong cần phải hắn bảo vệ sao? Hắn thật muốn yếu hung hăng quất chính mình mấy cái vả miệng. Ngô Chí Minh khóe mắt không ngừng nhảy lên. Chẳng trách lúc trước Diệp Thần Phong không coi trọng hắn một cái nhân tình, hắn hiện tại cuối cùng là biết nguyên nhân. Liền Diệp Thần Phong hiện tại loại này thần cản giết thần tư thái, quả thực là cuồng khốc ngậm bá thiên. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc nhiều nhất. Các nàng cũng chứng kiến không ít kỳ tích, nhưng hôm nay các nàng cũng lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Diệp Thần Phong như trước hướng về Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Được lao đi. Đường Cảnh Hồng, La Hải Uyên, Mục Khang dễ dàng cùng đằng Trung Nam này tứ đại lão tổ, bọn hắn trong con ngươi lộ ra tinh quang, này Diệp Thần Phong trên người tuyệt đối là một cái bảo giáp, hơn nữa là một cái tuyệt thế bảo giáp. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng chậm chậm không cách nào từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, La Hải Uyên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ cung. Từ nơi này thanh cung bên trong tản ra nhất cổ cường hãn uy thế. Này chính là Ma Vân Thánh Địa tiên khí phệ huyết cung. Tại phệ huyết cung xuất hiện tại La Hải Uyên trong tay trong nháy mắt. Chỉ thấy La Hải Uyên cắn chót lưỡi. Phốc! Đầu lưỡi thượng huyết nhất thời nôn ở phệ huyết cung bên trên, chỉnh thanh phệ huyết trên cung nhất thời tản ra chói mắt huyết quang. La Hải Uyên trên người cực cảnh đỉnh phong khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn đột nhiên đem phệ huyết cung kéo ra, bên trong thân thể linh khí nhanh chóng truyền vào phệ huyết cung bên trong. Một cái màu máu đỏ mũi tên tại trên cung xuất hiện. Phệ huyết một mũi tên. Buông ra dây cung. Xíu, một tiếng. Một cái màu máu đỏ mũi tên, lập tức hướng về Diệp Thần Phong sau lưng xông đi. Phàm là cây này huyết hồng mũi tên xẹt qua địa phương. Không gian toàn bộ nứt ra rồi, có thể nói không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Được phệ huyết một mũi tên đâm vào bên trong thân thể. Người tu luyện bên trong thân thể tiên huyết sẽ trong nháy mắt được rút khô, chỉnh cái thân thể của con người trực tiếp nổ tung mà chết. Trong không khí tỏa ra cực hạn uy thế. Một cái mũi tên nhìn qua rất nhỏ, nhưng trong đó power lại rất lớn. Đây chính là La Hải Uyên dùng tiên khí phệ huyết cung thi triển chiêu thức. Power như thế nào nhược được rồi. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương phản ứng chậm nửa nhịp. Bọn hắn đã không ngăn cản được, tuy nói kiến thức vừa vặn Diệp Thần Phong cực kỳ cường hãn một mặt, nhưng một chiêu này không đơn giản, là cực cảnh cường giả đỉnh cao dùng tiên khí thi triển ra, hoàn toàn không là vừa vặn những chiêu thức kia có thể so sánh được.
Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập được nhìn thấy La Hải Uyên lợi dụng tiên khí thi triển chiêu thức, bọn hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bằng không bọn hắn nói không chắc thật sự sẽ chết tại Diệp Thần Phong trên tay. Cực cảnh đỉnh phong lợi dụng tiên khí thi triển chiêu thức, Diệp Thần Phong vẫn có thể chống đối sao? Cho dù Diệp Thần Phong trên người bảo giáp cũng là tiên khí, chỉ sợ hắn cũng không có lớn như vậy sức phòng ngự chứ. Một tiếng. Màu máu đỏ mũi tên xung kích tại Diệp Thần Phong sau lưng. Sau đó chậm rãi tán loạn. Năng lượng trong đó được long hồn áo giáp biến mất không một tiếng động đưa vào nội bộ. La Hải Uyên lợi dụng tiên khí thi triển chiêu thức, dĩ nhiên cứ như vậy được chống đỡ chặn lại. Cầm Phệ Huyết Cung La Hải Uyên, hắn khóe mắt không ngừng nhảy. Diệp Thần Phong thân thể ngừng lại. Xoay người. Hắn nhìn hướng La Hải Uyên, người đã gấp như vậy chịu chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bây giờ long hồn áo giáp bên trong vừa vặn đưa vào chiêu số sức mạnh, thêm vào cùng Phệ Huyết một mũi tên sức mạnh, trong đó sức mạnh tụ tập không ít. Diệp Thần Phong não bên trong một ý nghĩ. Trên người của hắn long hồn áo giáp nhất thời phóng ra hào quang óng ánh đến. Oanh, một tiếng. Một đạo lớn vô cùng năng lượng màu vàng óng trùm sáng. Từ long hồn áo giáp bên trong vọt ra, này chính là nhiều như vậy chiêu thức tập hợp sức mạnh, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Năng lượng màu vàng óng trùm sáng hướng về tứ đại lão tổ đánh tới. Nhưng chính giữa mục tiêu chính là La Hải Uyên, đường cảnh hồng cùng đằng trung ga phía nam hơi chút xa một chút, bọn hắn ngược lại là hiểm mà lại hiểm tránh qua quang thúc xung kích phạm vi. Mà Mục Khang dễ dàng đứng khoảng cách La Hải Uyên tương đối gần, hắn cũng không kịp triệt để tránh qua. Năng lượng màu vàng óng trùm sáng đem La Hải Uyên cùng Mục Khang dễ dàng thôn phệ. Đợi đến năng lượng màu vàng óng trùm sáng biến mất. La Hải Uyên thân thể trực tiếp biến thành hư vô, mà Mục Khang dễ dàng tại thời khắc sống còn, hắn vọt tới quang thúc biên giới, cũng chính là sức mạnh yếu nhất địa phương, cho nên tính mạng của hắn bảo vệ, nhưng là của hắn một cánh tay phải cánh tay cùng một cái chân phải không có. Chỉ là trong nháy mắt, cực cảnh đỉnh phong La Hải Uyên chết rồi. Mà cực cảnh đỉnh phong Mục Khang dễ dàng thiếu một cánh tay phải cánh tay cùng một cái chân phải. Đoạn trong long đài không khí phảng phất vào đúng lúc này dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2503, nửa bước thần đế lên sàn. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Tiếng nuốt nước miếng ở trong không khí đi lại. Từng đôi không dám tin toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Nguyên bản thở phào nhẹ nhõm Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Đực. Hai người bọn họ trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Thần Phong chính là một tên sát tinh này đến cùng là từ đâu nhô ra? Có muốn hay không trâu bò như vậy? Ít đi cánh tay phải cùng chân phải Mục Khang dễ dàng, hắn dù sao cũng là cực cảnh đỉnh phong cường giả, ngự không năng lực phi hành vẫn còn, cứ như vậy một chân độc lập đứng ở giữa không trung bên trong, trên mặt hắn che kín vẻ dữ tợn, hắn đã ngừng lại chỗ gãy chân chảy ra đến huyết dịch. Trong thân thể lửa giận một lại kéo lên, nhưng cũng có một loại sợ hãi ở trong lòng hắn lan tràn, nếu như vừa vặn chậm một bước, như vậy hắn cũng sẽ cùng La Hải Uyên như thế, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, Diệp Thần Phong trên người cái kia bộ khôi giáp tại sao lại có cỡ này power. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương trợn mắt hốc mồm, hiện tại bọn hắn đối Diệp Thần Phong vị lão tổ này, hoàn toàn là 100, 1000 cái, 10000 cái tâm phục khẩu phục. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương thừa cơ hội này, thân ảnh của bọn họ sắp đến rồi Diệp Thần Phong bên cạnh. Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam cũng từ từ quá rồi thần, sự tình hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nguyên bản bọn hắn cho rằng có thể ung dung bắt Ngô ra cùng Giang ra, dù sao bọn hắn có 4 tên cực cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng ai biết tất cả những thứ này đều bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm hỏng rồi, không những La Hải Uyên chết rồi. Liền ngay cả Mục Khang dễ dàng cũng tàn phế, hiện tại song phương sức chiến đấu hầu như tại sàn sàn với nhau rồi. Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam bốc lên qua trốn chạy tâm tư, nhưng bọn họ càng sợ hãi sau lưng chủ nhân, nếu để cho bọn hắn chủ người biết bọn hắn đối mặt Ngô gia cùng Giang gia trốn chạy lời nói, như vậy sợ sợ kết cục của bọn họ hội càng thêm thê thảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đường Cảnh Hồng trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu lửa đỏ. Tại trường kiếm màu lửa đỏ xuất hiện nháy mắt, hắn nhiệt độ chung quanh mãnh liệt tăng lên, hiện tại hắn không có đường lui có thể lui, chỉ có thể toàn lực đánh một trận,
hắn không tin Diệp Thần Phong trên người áo giáp không có cực hạn, đây chẳng phải là một cái vô địch áo giáp. Trên thế giới này không thể có này loại bảo vật. Cái này trường kiếm màu lửa đỏ chính là thần hỏa tông tiên khí liệt diễm. Đường Cảnh Hồng bên trong thân thể linh khí như bốc lên nước biển, một loại màu đỏ nóng rực linh khí. Từ trong thân thể hắn từng tầng tràn lan mà ra, hắn vung lên trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ. Hỏa trường kiếm màu đỏ ở trong không khí ném ra từng đạo hỏa diễm kiếm ngân. Tiên khí uy thế. Thêm vào Đường Cảnh Hồng cực cảnh cường giả đỉnh cao thật khí thế uy thế, chu vi nhất thời trở nên một ngạt lên. Những kia nguyên bản ngồi ở bốn phía thính phòng trong người tu luyện, phần lớn người đã thoát đi. Chỉ có phần nhỏ không sợ chết vẫn cứ lưu lại quan sát. Liệt diễm bên trên ngọn lửa màu đỏ tuôn ra đến. Đường Cảnh Hồng trong tay liệt diễm hướng về Diệp Thần Phong vung ra, hỏa viêm kiếm hải. Oanh! Ở trước mặt hắn nhất thời tạo thành một mảnh lớn vô cùng biển lửa, mảnh này biển lửa là do từng thanh màu lửa đỏ kiếm tạo thành. Mảnh này kiếm hải nhất thời hướng về Diệp Thần Phong nhanh thôn phệ mà đi. Tại Đường Cảnh Hồng thi triển hỏa viêm kiếm hải thời điểm. Muốn xem. Đằng Trung Nam trong tay một cái màu trắng lưỡi dao sắc. Tại đây thanh lưỡi dao sắc xuất hiện ở trong tay hắn trong nháy mắt, trên người hắn lập tức được cực hạn đao khí bị đi vòng. Cái này lưỡi dao sắc chính là huyết diễm cốc tiên khí thần linh đao. Tại thần linh đao xuất hiện tại Đằng Trung Nam trong tay sau đó hắn không chút do dự hướng về Diệp Thần Phong chém ra ngoài. Đao khí hóa núi. Đằng Trung Nam bên trong thân thể cực cảnh đỉnh phong khí thế sôi trào lên, toàn thân linh khí đột nhiên rót vào đã đến thần linh trong đao. Chỉnh thanh thần linh trên đao lóe ra cực hạn ánh sáng màu trắng. Một cổ cường đại năng lượng, từ thần linh trong đao vọt ra. Không gian được đao khí tùy ý phá tan. Này cỗ sắc bén đao khí tạo thành năng lượng mạnh mẽ, ở trong không khí ngưng tụ thành một tòa thật to sơn nhạc. Tại sơn nhạc ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, liền đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong trấn áp xuống. Mảng lớn kiếm hải, to lớn sơn nhạc, đồng thời hướng về Diệp Thần Phong xung kích. Đây chính là hai vị cực cảnh cường giả đỉnh cao, đồng thời dùng tiên khí thi triển ra chiêu thức, hai chiêu gộp lại power, muốn so vừa vặn La Hải Uyên phệ huyết một mũi tên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiếu một cánh tay cùng một chân Mục Khang dễ dàng, hắn tại điều trị thân thương thế bên trong cơ thể. Hỏa viêm kiếm hải, đao khí hóa núi. Cái này hai chiêu thật khí thế cùng uy thế tràn ngập tại trong không khí, rất nhiều thực lực không đủ người tu luyện, bọn hắn nhất thời sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra từng tia một tiên huyết. Đằng Trung Nam quát lên, ta cũng không tin, trên người ngươi cái kia bộ khôi giáp không có cực hạn. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, bọn hắn muốn phải trợ giúp Diệp Thần Phong chống đối. Diệp Thần Phong nói ra, để ta tự mình tới. Dù sao long hồn áo giáp là có thể chống đối nửa bước thần đế cường giả công kích, nửa bước thần đế cường giả hoàn toàn không phải cực cảnh đỉnh phong có thể so sánh được, tuy nói vừa vặn ngăn cản nhiều như vậy chiêu thức, nhưng long hồn áo giáp khoảng cách tán loạn còn có một quãng thời gian, hoàn toàn có thể chịu đựng dưới Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam cái này hai chiêu. Nghe vậy, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương do dự một chút, bọn hắn vẫn là nghe đi theo Diệp Thần Phong lời nói. Mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc áp sát. Oanh, oanh, hai tiếng. Kiếm hải cùng sơn nhạc đồng thời đem Diệp Thần Phong cho thôn vệ ở trong đó. Không có chút hồi hộp nào. Long hồn áo giáp đem kiếm hải cùng sơn nhạc chống đỡ đỡ được thời điểm, đem hắn trong nháy mắt đưa vào áo giáp nội bộ. Này tại đưa vào long hồn áo giáp nội bộ trong nháy mắt. Diệp Thần Phong liền đem cái này hai chiêu một lần nữa phóng thích ra ngoài. Bởi vừa vặn đưa vào liền được phóng thích, chiêu này chả duy trì nguyên hình. Mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc hướng về Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam bạo hướng mà đi. Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam nhìn thấy Diệp Thần Phong chống lại rồi hai người bọn họ công kích. Hơn nữa đem công kích nguyên phân bất động trả lại rồi, trên mặt bọn họ vẻ sợ hãi tràn ngập, bọn hắn vừa vặn nhưng là sử xuất toàn lực một chiêu, cho dù để chính bọn hắn chống đối cũng là cực kỳ quá sức. Chính lúc này, một cổ cường đại vô cùng khí thế từ đằng xa nhanh mạn duyên nhi đến. Tại luồng khí thế này lan tràn đến đoạn trong long đài sau. Tất cả mọi người bao quát Diệp Thần Phong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bọn hắn toàn bộ là sắc mặt kịch biến,
luồng khí thế này dĩ nhiên để Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng không thở nổi. Phải biết Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương nhưng là cực cảnh đỉnh phong cường giả A Hát. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Căn cứ luồng khí thế này phán đoán, tại sắp tiếp cận người nơi này, có thể là một vị nửa bước thần đế cường giả. Mà cảm giác được luồng khí thế này Đường Cảnh Hồng đám người, trên mặt bọn họ rốt cục lộ ra nụ cười, vẻ sợ hãi tại trên mặt bọn họ nhanh rút đi. Đối mặt hướng chính mình xung kích tới mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc. Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam phảng phất không nhìn thấy giống nhau, trong đó Đường Cảnh Hồng quát, tiểu tử, người đắc ý không được quá lâu, hiện tại càng đắc ý, người sau đó liền sẽ chết càng thê thảm hơn. Tại Đường Cảnh Hồng trong khi nói chuyện, mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc đã tới gần hai người bọn họ rồi. Chương 2504, Long Hồn Áo Giáp tán loạn. Đang lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam trước mặt hai người. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này nâng lên tay phải của hắn, đem bàn tay của chính mình nhắm ngay tấn công tới mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc. Ở trước mặt hắn trong nháy mắt tạo thành một mặt bình phong vô hình. Ầm, ầm, hai tiếng. Xung kích tại vô hình lá chắn thượng mảng lớn kiếm hải cùng to lớn sơn nhạc, lập tức ở trong không khí tiêu tán vô ảnh vô tung. Chỉ thấy đạo này xuất hiện tại Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam thân ảnh trước mặt chính là một người trung niên nam nhân, từ trên người hắn tràn ra nửa bước thần đế thật khí thế. Đường Cảnh Hồng cùng Đằng Trung Nam đang nhìn đến đàn ông trung niên sau, hai người bọn họ liền vội cung kính hô chủ nhân. Cách đó không xa thiếu một cánh tay cùng bắp đùi Mục Khang dễ dàng, hắn cũng lập tức xẹt qua đến, một mực cung kính hô chủ nhân. Đàn ông trung niên căn bản không có để ý tới Đường Cảnh Hồng đám người ý tứ, ánh mắt của hắn tràn ngập hứng thú nhìn hướng Diệp Thần Phong. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, bọn hắn nhìn thấy trung niên tướng mạo của nam nhân sau, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đó Ngô Thừa Nhan cho Diệp Thần Phong truyền âm, lão tổ, hắn chính là Hà Gia Hà Không Thắng. Hà Không Thắng, lão Bạch cùng lão Hắc cùng một thời đại trẻ tuổi. Đồng dạng cũng là gây xích mích lão Bạch cùng lão Hắc trung quy ở tận người, bây giờ Hà Không Thắng cũng đã Hà Gia lão tổ rồi, thực lực của hắn cũng đã sớm bước vào thần đế cảnh rồi. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương năm đó tuy rằng chả chỉ là tiểu thí hài, nhưng bọn họ vẫn là nhận ra Hà Không Thắng. Khi nghe đến Ngô Thừa Nhan truyền âm sau, Diệp Thần Phong biết trước mặt Hà Không Thắng chỉ là một đạo phân thân. Lúc trước Diệp Thần Phong gặp Hà Gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên một đạo phân thân, đồng thời đem hắn phân thân chém mất, lúc trước Diệp Thần Phong từ lão Bạch cùng lão Hắc khẩu bên trong hiểu được Hà Gia cửu mệnh phân thân thuật. Này Hà Gia cửu mệnh phân thân thuật không chỉ là có thể phân ra 9 đạo phân thân đơn giản như vậy, người tu luyện mỗi một đạo phân thân thực lực cũng khác nhau, thực lực càng về sau, tu luyện ra phân thân thực lực càng mạnh. Trọng yếu hơn là theo thực lực của người tu luyện tăng lên. Người tu luyện phân thân thực lực cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Đang đối chiến trong quá trình sử dụng tới phân thân, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể thực lực, trừ phi phải đem phân thân cho chém giết, như vậy mới sẽ đối bản thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Năm đó Hà Không Thắng liên hợp các đại cường giả cách trở ra một mảnh linh hót nhất thịnh không gian. Bởi đường hầm không gian phong bế, coi như là Hà Không Thắng thân là thần đế cảnh cường giả. Hắn cũng không cách nào mạnh mẽ thông qua phong bế đường hầm không gian, hắn chỉ có thể thông qua phương thức đặc thù cùng nơi này thần hỏa tông các loại tông môn người bắt được liên lạc. Nhưng theo năm tháng trôi qua, đường hầm không gian phong tỏa ngày càng yếu bớt, tuy nói bản thể chả không cách nào thông qua phong bế thông đạo, nhưng phân thân nhưng có thể thông qua được. Gần đoạn tháng ngày, Hà Không Thắng có loại phi thường dự cảm không tốt, cường giả linh cảm luôn luôn làm linh nghiệm. Đặc biệt là thần đế cảnh cường giả. Cho nên, Hà Không Thắng mới khiến cho thần hỏa tông các loại tông môn bắt Ngô gia cùng Giang gia, hắn cũng chia xuất một đạo nửa bước thần đế phân thân. Đến đây nhìn một chút Ngô gia cùng Giang gia một lần cuối cùng kéo dài hơi tàn. Ai biết đi tới Long Hồn cổ thành sau. Nhìn đến cảnh tượng là thần hỏa tông các loại lão tổ, lại bị hành hạ. Thành chó. Hơn nữa tạo thành tất cả những thứ này giống như là trước mặt cái này thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử. Bởi đây chỉ là Hà Không Thắng một đạo phân thân, hắn cũng không cách nào đem Diệp Thần Phong hoàn toàn cho nhìn thấu. Diệp Thần Phong trong lòng nghiêm nghị cực kỳ.
Trống trơn một đạo phân thân liền có nửa bước thần đế thực lực, như vậy chân chính Hà Không Thắng hắn đến cùng đã tới cái gì tầng thứ? Tại Hà Không Thắng xuất hiện nháy mắt, rơi vào trong tuyệt vọng Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Đực, hai người bọn họ cũng trước tiên hướng về Hà Không Thắng lao đi rồi. Một mực cung kính đứng ở Hà Không Thắng trước mặt, hai người bọn họ cũng gọi một tiếng, chủ nhân. Hà Không Thắng liếc mắt nhìn trước mặt Ngô Thiên Phúc cùng Giang Lập Đực, tay phải của hắn ngón trỏ tùy ý nhẹ nhàng gõ ở Giang Lập Đực phía bên trên đầu. Ầm, một tiếng. Thân là tiểu viên mãn đỉnh phong thực lực Giang Lập Đực, đầu của hắn lập tức ở trong không khí bạo liệt ra. Đứng ở Giang Lập Đực bên cạnh Ngô Thiên Phúc, hắn trong nháy mắt đầy mặt sợ hãi, chủ nhân, ngài. Hà Không Thắng cười cười. Ngô Thiên Phúc trong nháy mắt cảm giác cổ họng của mình thật giống bị người cho bóp lấy rồi. Một cái âm tiết cũng không ra ngoài, nhưng Hà Không Thắng một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hà Không Thắng âm thanh trầm thấp nói ra, biết bản đế đời này hận nhất người nào sao? Ta hận nhất Ngô gia cùng Giang gia người, hai người các ngươi trong cơ thể cũng chảy xuôi Ngô gia cùng Giang gia huyết dịch, đây là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được sự thực. Hà Không Thắng vừa cười cười. Ngô Thiên Phúc lập tức cảm giác được thanh âm của mình khôi phục, chủ nhân, ngươi đã đáp ứng, sẽ giúp ta nhóm tăng lên tới thần đế cảnh, ngươi đã đáp ứng. Hà Không Thắng trên người nửa bước thần đế thật khí thế áp bức ở Ngô Thiên Phúc trên người, hắn đã cắt đứt Ngô Thiên Phúc lời nói, làm người không nên quá ngây thơ rồi, ta nói cái gì các ngươi sẽ tin sao? Hà Không Thắng ngón tay chỉ xuất, vẫn không có chạm vào Ngô Thiên Phúc ngực. Ầm, một tiếng, chỉ thấy Ngô Thiên Phúc trên ngực liền xuất hiện một cái lỗ máu, bộ ngực hắn bên trong trái tim trong nháy mắt bị xuyên thủng rồi. Ngô Thiên Phúc ánh mắt trợn lên lớn vô cùng. Ở trước khi chết thời khắc này, hắn mới biết mình ý tưởng ban đầu có cỡ nào buồn cười, hắn tại Hà Không Thắng trong mắt chỉ là một con chó, một cái bất cứ lúc nào đều chuẩn bị giết chết chó. Hắn chật vật xoay người, ánh mắt nhìn Ngô Thừa Nhan, môi run rẩy, ta có lỗi với Ngô gia. Âm thanh im bặt đi, Ngô Thiên Phúc cũng đã chết. Đứng sau lưng Hà Không Thắng Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng là kinh hồn táng đảm. Bất quá, Hà Không Thắng không có lại đối với bọn họ động thủ. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ở đây ai cũng không có cảm giác đến. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một chưởng trực tiếp vỗ vào Diệp Thần Phong trên ngực. Ầm, một tiếng, có long hồn áo giáp tại, trong nháy mắt đem một chưởng này chống đỡ cản lại, đồng thời đem một chưởng này sức mạnh cho đưa vào áo giáp bên trong. Nhưng là Hà Không Thắng độ quá nhanh rồi, căn bản không có cho Diệp Thần Phong phóng thích sức mạnh cơ hội. Trong không khí trường ảnh liên tục, mỗi một trường đều là nửa bước thần đế sức mạnh. Diệp Thần Phong độ căn bản là theo không kịp, thậm chí là không phản ứng kịp, dù sao hắn chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ, giữa hai người thực lực cách biệt rất nhiều rất nhiều. Đưa vào long hồn áo giáp bên trong sức mạnh cho không có cơ hội phóng thích. Sốt cuộc. Long hồn áo giáp đã đến cực hạn. Ầm, một tiếng. Diệp Thần Phong trên người long hồn áo giáp hoàn toàn tán loạn rồi, trên trăm đầu cự long hư ảnh hóa thành lưu quang, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong sau lưng quần áo, một lần nữa đã đến sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong. Sau lưng của hắn quần áo hoàn toàn không có tổn hại. Trên người long hồn áo giáp tiêu tan. Diệp Thần Phong có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Bây giờ khoảng cách Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân, còn có một chút tháng ngày, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản sẽ không là nửa bước thần đế cường giả đối thủ. Chương 2505, lại một thân phận vạch trần. Tại long hồn áo giáp tán loạn sau, Hà Không Thắng công kích ngừng lại, hắn có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng nhìn thấy Diệp Thần Phong trên người long hồn áo giáp sốt cuộc tán loạn rồi. Trên mặt bọn họ lộ ra âm trầm nụ cười, đặc biệt là thiếu một cánh tay cùng bắp đùi Mục Khang dễ dàng, nét cười của hắn có vẻ có mấy phần dữ tợn. Hà Không Thắng đạo này phân thân thực lực tại nửa bước thần đế. Đó là vô hạn tiếp cận thần đế cảnh tồn tại, nửa bước thần đế thực lực xa vượt xa ở cực cảnh cường giả đỉnh cao. Diệp Thần Phong không chỉ ở phương diện tốc độ xa xa yếu hơn Hà Không Thắng, về mặt sức mạnh cũng căn không sánh được Hà Không Thắng. Tình thế là biến đổi liên tục. Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, vừa vặn trong chiến đấu dư ba,
tại thêm vào nửa bước thần đế uy thế, bọn hắn khóe miệng tràn ra qua rất nhiều máu dịch, chẳng ai nghĩ tới cuối cùng sẽ có nửa bước thần đế cường giả tham dự vào. Ngô Chí Minh, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người trong con ngươi cũng tràn đầy lo lắng, sắc mặt của bọn họ cực kỳ không dễ nhìn. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bây giờ Diệp Thần Phong trên người long hồn áo giáp tán loạn rồi. Bọn hắn biết vừa vặn Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào long hồn áo giáp. Hà Không Thắng cười nhạt, ta để Ngô gia cùng Giang gia kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, các ngươi cần phải cũng yếu thỏa mãn chứ. Trong khi nói chuyện, Hà Không Thắng không gian xung quanh một cơn chấn động, đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, hai người bọn họ lập tức vượt trước một bước, đem Diệp Thần Phong chắn phía sau. Trên người cực cảnh đỉnh phong khí thế nhanh chóng kéo lên. Nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, nhất cổ khí thế áp bức ở Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương trên người. Ầm, ầm. Hai tiếng, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương trực tiếp được bắn ra bay ra ngoài, Hà Không Thắng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, hắn nửa bước thần đế thật khí thế áp bức ở Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong tuy nói có thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, hơn nữa không phải phổ thông thần tôn cảnh sơ kỳ. Thế nhưng đang đối mặt nửa bước thần đế thật khí thế áp bức, hắn cả người có một loại cực hạn cảm giác khó chịu, hắn thậm chí cảm giác trong thân thể huyết dịch đình chỉ lưu động, ngực khó chịu lợi hại, tim đập tốc độ đều chậm lại. Đối mặt Hà Không Thắng cái này một đạo phân thân, Diệp Thần Phong trừ phi trốn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, nhưng tại chàng chả có nhiều như vậy Ngô gia cùng Giang gia người, hắn làm sao có thể xuất hiện khi tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Tới gần về sau Hà Không Thắng. Khí thế của hắn toàn bộ áp bức ở Diệp Thần Phong trên người, hắn bỗng nhiên từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy Ngô gia cùng Giang gia công pháp khí tức, trên mặt hắn hứng thú càng thêm nồng nặc, người rõ ràng đồng thời tu luyện Ngô gia cùng Giang gia công pháp. Theo như cái này thì, người tuyệt đối gặp Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, ngươi là hai người bọn họ đồ đệ. Có ý tứ a hát, giết chết hai người bọn họ đồ đệ, người nói hai người bọn họ sẽ tức đến hộc máu sao? Hà Không Thắng một trưởng hướng về Diệp Thần Phong đánh ra. Nhìn như chậm rãi, lại làm cho Diệp Thần Phong cảm giác dù như thế nào cũng không tránh thoát một trưởng này. Kết quả là, Diệp Thần Phong chỉ có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, bàn tay phải của hắn cũng nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Ầm, một tiếng, hai trưởng lẫn nhau đụng vào. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác thủ trưởng bị điên cuồng xông tới. Tay phải của hắn cánh tay phảng phất là được to lớn sơn nhạc nghiền ép lên như thế. Thân thể hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, từ tay phải của hắn cánh tay bên trong vang lên răng rắc. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn, chỉnh bàn tay máu me đầm đìa, trên cánh tay phải quần áo vỡ vụn, tại tay phải của hắn trên cánh tay, hắn da thịt nứt ra rồi từng cái vết máu. Tại bay ngược ra một khoảng cách sau, Diệp Thần Phong miễn cưỡng tại giữa không trung đã ngừng lại thân thể. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi, từ trong miệng của hắn phun ra. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn thực lực hôm nay căn bản không phải nửa bước thần đế đối thủ, Hà Không Thắng chỉ là bình thường một trường, hắn đều không tiếp được. Thân thể bắn bay ra ngoài Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, hai người bọn họ trên mặt che kín vẻ giận dữ. Ở đây Ngô Quy cùng Ngô Lăng Hương đám người toàn bộ nín thở, loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn liền tới gần cũng không đến gần được. Hà Không Thắng nói, đúng vậy, sức chiến đấu rất mạnh, so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, lại có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Thanh Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bây giờ vị trí nói cho ta. Diệp Thần Phong mở u bàn tay lau lau khóe miệng vết máu, tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, trọng yếu nhất bây giờ cách Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân còn có một đoạn cuộc sống. Ánh mắt đột nhiên như ngừng lại đoạn phía trên long đài lơ lửng thanh này to lớn thạch trên đao. Trước đó, Diệp Thần Phong liền đã xác định cái này thạch trong đao có càn khôn rồi. Có người nói này chính là long tộc tuyệt thế pháp bảo, chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể đem hắn điều khiển động. Lần trước Diệp Thần Phong đang nắm chắc cái này to lớn thạch đao chui đao sau, hắn cảm giác thạch đao như một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ trong thân thể hắn linh khí. Hơn nữa sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn cũng điên cuồng vận chuyển. Khi đó không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, Diệp Thần Phong mới không có không quan tâm cùng nhau để thạch đao hấp thu linh khí. Hiện tại hay là cái này thạch đao là hy vọng cuối cùng. Hắn cách thanh này thạch đao rất gần,
Tại Hà Không Thắng dứt tiếng sau, Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên hướng về thanh này to lớn thạch đao lao đi rồi. Tay phải của hắn cánh tay xương vỡ vụn rồi, chỉ có thể dùng được tay trái ấn ở to lớn thạch đao trên chuôi đao. Hà Không Thắng thấy thế, khóe miệng hắn cười gần hiện lên, hắn cũng biết cái này thạch đao, liền ngay cả hắn cũng không cách nào điều khiển động, trên thế giới này chỉ có Long tộc tộc trưởng mới có thể sử dụng cây đao này rồi. Nhưng là, tại Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại thạch đao trên chuôi đao sau đó Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí đang nhanh chóng được thạch đao lấy ra. Mà sau lưng của hắn linh tộc tộc trưởng dấu ấn cũng bắt đầu đột nhiên vận chuyển. Sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể hắn linh khí bị rút lấy cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chỉnh thanh to lớn thạch trên đao lộ ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hiska zzza, Hiska zzza, Hiska zzza. Quần áo tiếng vỡ nát ở trong không khí vang lên, bởi sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển tới cực hạn. Nhất cổ long uy từ trong cơ thể hắn tản ra, sau lưng của hắn quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, rực rỡ long tộc tộc trưởng dấu ấn nhất thời xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Sát theo đó, một cái hoàng kim cự long hư ảnh, tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu hiện lên, bá đạo vô cùng long uy cuốn sạch lấy đoạn long đài. Hà Không Thắng ánh mắt bỗng nhiên híp lại, ngươi lại còn là long tộc tộc trưởng. Nếu là long tộc tộc trưởng, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định cũng tu luyện long tộc công pháp. Như vậy há không phải nói rõ Diệp Thần Phong đồng thời tu luyện ba loại công pháp. Sốt cuộc, Hà Không Thắng vẻ mặt cũng không lại như vậy bình tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tất cả mọi người lần nữa lâm vào trong khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong lại sẽ là rồng ở trong truyền thuyết tộc tộc trưởng. Chương 2506, ngưng tụ nhục thân bên trong. Mạnh mẽ long uy tràn ngập ở trong không khí. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương hít sâu một hơi, Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng cho mày. Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận này vạch trần sau đó không thể nghi ngờ là nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Mập mạp Ngô Quy mũi cùng trong miệng khí tức gấp gáp cực kỳ, hắn tự nói, Diệp huynh đệ đến cùng ẩn giấu bao nhiêu. Đây chính là rồng ở trong truyền thuyết tộc tộc trưởng A-Hát. Linh Vũ, người bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho A-Hát. Trước đó ngươi nói không hối hận, hiện tại khẳng định hối hận rồi chứ. Trên thế giới này còn có thể tìm ra một cái so với Diệp huynh đệ càng thiên tài người sao? Ngô Linh Vũ trong con ngươi xinh đẹp vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy giữa không trung, Diệp Thần Phong bàn tay trái trước sau chăm chú ấn lại to lớn thạch đao chuôi đao, cuồn cuộn long uy ở trên người hắn không ngừng bốc hơi, hắn trên đỉnh đầu hiện lên hoàng kim cự long hư ảnh vô cùng uy nghiêm. Két, két, két. Chỉ thấy chỉnh thanh to lớn thạch trên đao, nứt ra rồi từng cái khe nhỏ, từ nơi này trong khe hẹp liên tục tràn ra tuyệt thế đao khí. Hà Không Thắng thấy cảnh này sau, thân ảnh của hắn đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Ai biết, tràn ra tuyệt thế đao khí tại Diệp Thần Phong bốn phía tạo thành một tầng phòng hộ, liền ngay cả nửa bước thần đế thực lực Hà Không Thắng đạo này phân thân, hắn cũng không cách nào phá tan đạo này phòng hộ. Xem ra thạch đao bên ngoài chỉ là một tầng xác mà thôi. Bây giờ tại Diệp Thần Phong linh khí không ngừng tuôn vào hắn về sau, tầng này xác tại không ngừng mà vỡ vụn. Không cách nào phá tan đao khí phòng hộ Hà Không Thắng, hắn trong con ngươi lộ ra một vệt nghiêm nghị. Theo đao khí tràn ra càng ngày càng nhiều, trên bầu trời tầng mây lăn lộn, chỉnh phiến thiên không bỗng nhiên trở nên vẩn đục lên. Tràn ra đao khí bỗng nhiên xông hướng trên bầu trời. Tại bên trong vùng trời này tạo thành một đạo lớn vô cùng vết rách. Sắc trời đang nhanh chóng tối lại, thái dương nhanh chóng đi phía tây hạ xuống. Rất nhanh mặt trời xuống núi rồi, đêm tối lại tới, sau đó, màu đen từ từ thối lui. Thái dương lại từ mặt đông nhanh chóng bay lên, mặt trời lên nguyệt lạc, thời gian tăng nhanh trôi qua. Đang nhìn đến loại biến hóa này sau, không chỉ có Hà Không Thắng hơi thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương mấy người cũng sắc mặt kịch biến. Có thể làm cho thời gian tăng nhanh trôi qua. Tại Long tộc trong truyền thuyết, chỉ có đấu chuyển tinh di có thể làm được. Này đấu chuyển tinh di chính là trong Long tộc cường đại nhất một cái chí bảo. Này đấu chuyển tinh di chính là một cây đao. Như thế xem ra này to lớn thạch trong đao bộ chính là đấu chuyển tinh di rồi. Truyền thuyết trong Long tộc chí cao vô thượng tiên khí đấu chuyển tinh di.
có tăng nhanh thời gian trôi qua cùng giảm bớt thời gian trôi qua tác dụng. Bất quá, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, long tộc cái kia cái gọi là chí bảo đấu chuyển tinh di căn bản không tồn tại. Nhưng hôm nay, Thái Dương không ngừng bay lên, lại không ngừng hạ xuống. Rất rõ ràng là đấu chuyển tinh di đang tăng nhanh thời gian lưu động. Cũng không biết tăng nhanh trôi mất bao nhiêu ngày. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong cảm giác được trong thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt rồi rào lên, hắn đột nhiên nghĩ tới Lão Bạch cùng Lão Hắc yêu cầu hấp thu vượng nhất thịnh tinh hoa của Nhật Nguyệt mới có thể ngưng tụ nhục thân. Tuy nói hắn không biết thạch trong đao chính là đấu chuyển tinh di, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Bây giờ đã đến tinh hoa của Nhật Nguyệt vượng nhất thịnh ngày đó. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể liền nhanh chóng như vậy trôi qua, bằng không Lão Bạch cùng Lão Hắc nhất định sẽ ngưng tụ nhục thân thất bại. Nghĩ tới chỗ này sau, Diệp Thần Phong bỗng nhiên rút về bàn tay trái. Tại bàn tay trái rời đi to lớn thạch đao chuôi đao sau. Không chiếm được linh khí truyền vào, to lớn thạch trên đao trong vết nứt, từ từ không có vô cùng cường đại đao khí tại tràn ra. Thời gian cũng không lại thêm nhanh trôi qua, vì để cho Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân, Diệp Thần Phong chỉ có thể đình chỉ hướng về thạch trong đao truyền vào linh khí. Mà cùng lúc đó, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên ngưng tụ nhục thân địa phương. Hai người bọn họ linh hồn trạng thái trôi nổi ở ao phía trên. Trong hồ trong chất lỏng năng lượng, đang không ngừng tiến vào hai người bọn họ trong thân thể. Bọn hắn cũng cảm thấy phía ngoài thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Đang trôi qua đến tinh hoa của Nhật Nguyệt vượng nhất thịnh ngày hôm nay, hai người bọn họ tâm tư đều nâng lên, nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, như vậy cái kế tiếp tinh hoa của Nhật Nguyệt vượng nhất thịnh thời gian, phải chờ tới 1000 năm sau đó. Để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là thời gian ngừng lại trôi qua. Trước đó Diệp Thần Phong ở nơi này phát họa trận pháp, những trận pháp này bên trong liền có hội tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt tác dụng. Bên trong đất trời tinh hoa của Nhật Nguyệt nhanh chóng hội tụ đến Lão Bạch cùng Lão Hắc trên người. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, phía ngoài thời gian tăng nhanh trôi qua, e sợ nhất định là chuyện gì xảy ra, vừa vặn chúng ta nhưng là cảm thấy nửa bước thần đế hơi thở, hiện tại nơi cho chúng ta ngưng tụ nhục thân thời khắc quan trọng nhất. Hy vọng tiểu gia hỏa kia tuyệt đối không thể có việc. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, chúng ta nơi này một đường làm bạn tại tiểu tử kia bên người. Ngươi lại không là chưa từng nhìn thấy hắn mỗi một lần đều có thể trở về từ cõi chết, cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lão Hắc trong con ngươi lại tránh qua một vệt lo lắng. Theo vượng nhất thịnh tinh hoa của Nhật Nguyệt điên cuồng hội tụ đến Lão Bạch cùng Lão Hắc trên người, linh hồn của bọn họ trạng thái tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng tụ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, lấy hiện tại tinh hoa của Nhật Nguyệt nồng độ, chúng ta không dùng được quá lâu, hoàn toàn có thể ngưng tụ xong nhục thân, chỉ là không biết thực lực của chúng ta có thể khôi phục đến cái gì tầng thứ. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, khôi phục cực cảnh đỉnh phong thực lực là có thể khẳng định, lại tăng thêm nơi này tinh hoa của Nhật Nguyệt như thế nồng nặc, nói không chắc thực lực của chúng ta hội có nhất định đột phá. Trong khi nói chuyện, hội tụ tới tinh hoa của Nhật Nguyệt sức mạnh càng thêm mãnh liệt rồi. Như từng tầng cuồn cuộn mà đến sóng biển, không ngừng tiến vào Lão Bạch cùng Lão Hắc bên trong thân thể. Bởi nơi này phát họa ẩn nấp trận pháp, người bên ngoài là không cảm giác được tình huống của nơi này, trừ phi Lão Bạch cùng Lão Hắc ngưng tụ nhục thân hoàn thành một khắc đó, khí thế của bọn họ phá hư hết ẩn nấp trận pháp. Mới sẽ để người bên ngoài cảm giác tới đây tất cả. Mà lúc này đoạn long đài bên trong, Diệp Thần Phong không lại hướng về to lớn thạch đao chuôi đao bên trong truyền vào linh khí sau. Tất cả từ từ khôi phục yên tĩnh. Hà Không Thắng chân mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong tại sao đột nhiên đình chỉ hướng về đấu chuyển tinh di bên trong truyền vào linh khí. Chỉ có Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương biết nguyên nhân, bọn hắn cũng biết Lão Bạch cùng Lão Hắc yêu cầu vượng nhất thịnh tinh hoa của Nhật Nguyệt ngưng tụ nhục thân, bây giờ tinh hoa của Nhật Nguyệt vượng nhất thịnh tháng ngày đã đi đến. Nếu như Diệp Thần Phong đang không ngừng hướng về đấu chuyển tinh di bên trong truyền vào linh khí, già như vậy trắng cùng Lão Hắc sẽ không thể có thể ngưng tụ thành nhục thân rồi. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương trong lòng thở dài. Nguyên bản nếu như Diệp Thần Phong có thể hoàn toàn kích phát đấu chuyển tinh di, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định. Bây giờ loại cục diện này, bọn hắn phải như thế nào chiến thắng Hà Không Thắng cái này một đạo nửa bước thần đế phân thân?
Chương 2507, kiểu như châu bò đột phá. Diệp Thần Phong bóng người dừng lại tại giữa không trung. Vừa vặn trong cơ thể linh khí được to lớn thạch đao rút lấy không ít. Cho tới hắn trên trán che kín từng viên lớn mồ hôi hột, mũi cùng trong miệng khí tức cũng có một ít thở nhẹ. Đối mặt Hà Không Thắng cái này một đạo nửa bước thần đế phân thân, hắn nhất định phải kiên trì đến già trắng cùng lão hắc ngưng tụ hoàn thành nhục thân. Đang ngưng tụ thành nhục thân sau. Cho dù lão Bạch cùng lão hắc chỉ là khôi phục lại ban đầu cực cảnh đỉnh phong, vốn lấy hai người bọn họ thiên phú và sức chiến đấu, bọn hắn muốn đối phó Hà Không Thắng cái này một đạo nửa bước thần đế phân thân, này hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Còn lại không biết Diệp Thần Phong tại sao bỗng nhiên dừng lại người, trong lòng bọn họ toàn bộ tràn đầy nghi hoặc, thậm chí rất nhiều người cho rằng Diệp Thần Phong là kiệt lực, căn bản vô pháp chân chính kích phát đấu chuyển tinh di. Hà Không Thắng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong dĩ nhiên đồng thời tu luyện ba loại công pháp, hơn nữa còn là rồng ở trong truyền thuyết tộc tộc trưởng, này làm cho Hà Không Thắng là càng ngày càng ngưng trọng. Hà Không Thắng không khí chung quanh bạo động lên, hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đang tu luyện giới đồng thời tu luyện hai loại công pháp đã là không thể nào, muốn tu luyện ba loại công pháp, vậy thì càng thêm là si nhân nằm mơ. Nhưng trước mắt Diệp Thần Phong lại nói cho Hà Không Thắng, đồng thời tu luyện ba loại công pháp không phải si nhân nằm mơ. Cho nên, hắn đối Diệp Thần Phong cảm thấy rất hứng thú, vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn muốn đem Diệp Thần Phong trên người bí mật cho khai quật ra. Hắn cười nói, xem ra Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bồi dưỡng được một cái không nổi đồ đệ. Tại dứt tiếng trong nháy mắt, Hà Không Thắng lặng yên không tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Thân ảnh của hắn đột nhiên tại Diệp Thần Phong trước mặt hiện lên. Đừng nói là nằm ở linh khí tiêu hao trạng thái, coi như là đang toàn lực trạng thái, Diệp Thần Phong cũng e sợ không cách nào tránh thoát Hà Không Thắng rồi. Hà Không Thắng ngón tay gật lia lịa suốt. Từng đạo ánh sáng nhanh chóng đi vào Diệp Thần Phong thân thể mỗi cái huyệt vị bên trong. Hào quang tốc độ quá nhanh rồi. Diệp Thần Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng đi vào thân thể hắn huyệt vị bên trong. Tại ánh sáng đi vào thân thể hắn huyệt vị chi về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác trong gân mạch linh khí dòng sông không vận chuyển được rồi. Dừng lại tại giữa không trung thân thể hướng về trên mặt đất rơi xuống. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương muốn đi đón ở Diệp Thần Phong thân thể. Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng chặn lại rồi hai người bọn họ đường đi. Về phần Ngô Lăng Hương bọn người ở tại nửa bước thần đế uy thế dưới, bọn hắn căn bản vô pháp tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong thân thể rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem Diệp Thần Phong toàn thân các đại huyệt vị niêm phong lại, sau đó Hà Không Thắng cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cổ cường đại kình khí hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực. Răng rác, không dừng lại rơi Diệp Thần Phong, miệng hắn bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết. Ngực xương rõ ràng cho thấy lõm lún xuống dưới. Cuối cùng thân thể hắn nặng nề rơi vào trên mặt đất. Hà Không Thắng thân thể cũng nhanh chóng hạ thấp, một cước trực tiếp giẫm tại Diệp Thần Phong trên ngực, từ dưới chân của hắn toát ra mạnh mẽ linh khí. Linh khí nhanh chóng thẩm thấu tiến Diệp Thần Phong bên trong thân thể, Hà Không Thắng trong nháy mắt cảm thấy Diệp Thần Phong cốt linh chỉ là 30, khi biết điểm này sau. Hắn là càng thêm không cách nào bình tĩnh. Một cái 30 tuổi thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả đại diện cho cái gì? Làm sao có người có thể tại 30 tuổi liền đến thần tôn cảnh sơ kỳ? Hà Không Thắng vẻ mặt càng phát dữ tợn rồi, đạp ở Diệp Thần Phong trên ngực chân càng thêm dùng sức. Trong gân mạch vận hành không khởi linh khí hà lưu Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhức cực kỳ, trong miệng không ngừng bốc lên tiên huyết, tại Hà Không Thắng trước mặt. Hắn căn bản không có sức chống cự. Nhìn thấy Diệp Thần Phong được Hà Không Thắng đạp ở dưới bàn chân. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bên trong thân thể lửa giận sôi trào lên. Ngô Quỳ cũng tức giận hô, Diệp huynh đệ. Thần Phong, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên không khỏi hô. Hà Không Thắng nhìn mình dưới bàn chân Diệp Thần Phong, nguyên vốn còn muốn yếu nghiên cứu một chút ngươi, nhưng thiên phú của ngươi để cho ta đều nghĩ mà sợ, người giống như ngươi tuyệt đối không lưu lại được. Hiện tại trong gân mạch linh khí dòng sông không vận chuyển được, hắn liền tiến vào tiểu thế giới cơ hội cũng không có.
Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn chết tại Hà Không Thắng cái này một đạo phân thân trên tay sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tộc trưởng, liền để cho chúng ta đến giúp ngươi một tay đi. Nguyên bản chúng ta muốn đi theo tộc trưởng, chứng kiến tộc trưởng ngài dẫn dắt long tộc quật khởi, bây giờ là không có cơ hội, tộc trưởng ngài nhất định phải sống sót, nhất định phải làm cho long tộc quật khởi a hát. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng phán đoán ra âm thanh đến từ chính sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong. Hẳn là cái kia trên trăm đầu cự long hư ảnh trong đó một cái đang nói chuyện với hắn. Những này cự long hư ảnh không thuộc về linh hồn trạng thái, là một loại cùng linh hồn trạng thái rất giống nhau năng lượng thể. Bọn hắn tạo thành long hồn áo giáp tán loạn sau, bọn hắn lần nữa tiến vào long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong. Tại long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong, bọn hắn nhanh chóng đã nhận được khôi phục. Tại Hà Không Thắng chuẩn bị giải quyết triệt để Diệp Thần Phong thời điểm. Oanh, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Thần Phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn tự chủ xoáy chuyển đến cực hạn. Một cổ cường đại năng lượng màu vàng óng trực tiếp đem Hà Không Thắng cho đẩy lui rồi. Sau đó, từ long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong, đột nhiên lao ra khỏi trên trăm đầu cự long hư ảnh. Này trên trăm đầu cự long hư ảnh trôi nổi tại Diệp Thần Phong phía trên, trong đó một cái đại viên mãn đỉnh phong cự long hư ảnh nói ra, ngài là chúng ta long tộc tộc trưởng, không có người nào có thể mang ngài đạp ở dưới bàn chân. Trong khi nói chuyện, tại đại viên mãn đỉnh phong cự long hư ảnh nhảy vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau, còn lại cự long hư ảnh cũng dồn dập toàn bộ xông vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Diệp Thần Phong trên người hào quang màu vàng tăng vọt. Sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn nhanh chóng xoay tròn. Trên trăm đầu nhảy vào trong cơ thể hắn hoàng kim cự long hư ảnh, năng lượng của bọn họ đang nhanh chóng hòa vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Trên người hắn được Hà Không Thắng niêm phong lại huyệt vị, trong nháy mắt toàn bộ được giải khai. Tại chung quanh hắn tạo thành một tầng năng lượng màu vàng óng kết giới, coi như là nửa bước thần đế chỉ sợ cũng không cách nào lập tức phá tan. Đang nhanh chóng hấp thu trên trăm đầu cự long hư ảnh bên trong năng lượng sau. Diệp Thần Phong trên người khí thế là liên tục tăng lên. Phải biết này trên trăm đầu cự long hư ảnh toàn bộ là thực lực không tầm thường. Trở ngại thực lực đột phá bình cảnh rất nhanh bị trùng kích ra rồi. Diệp Thần Phong trong nháy mắt khóa nhập thần tôn cảnh trung kỳ. Nhưng mà, thực lực đột phá còn xa xa không có kết thúc, tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt. Diệp Thần Phong lại khóa nhập thần tôn cảnh hậu kỳ. Tại bước vào thần tôn cảnh hậu kỳ sau, chỉ là hơi chút dừng lại một chút. Hắn vọt thẳng nhập thần tôn cảnh đỉnh phong mới vào đỉnh phong. Tại trở thành mới vào đỉnh phong cường giả sau, trên trăm đầu cự long hư ảnh năng lượng, toàn bộ được Diệp Thần Phong cho hấp thu. Liên tục từ thần tôn cảnh sơ kỳ đột phá đến mới vào đỉnh phong. Loại này kiểu như trâu bò tốc độ đột phá. Làm cho ở đây tất cả mọi người là mắt choáng váng. Chương 2508, hòa nhau, ngưng tụ một nửa. Đoạn long đài bên trong. Trong không khí tràn đầy cuồng bạo khí tức. Diệp Thần Phong chu vi toàn bộ là như cụ gió vậy linh khí vòng xoáy. Tại bước vào mới vào đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong thương thế trên người toàn bộ khôi phục lại. Cảm thụ bên trong thân thể mới vào đỉnh phong khí tức, Diệp Thần Phong có một loại kích động. Lại có một loại cô đơn. Là cái kia trên trăm đầu cự long hư ảnh hủy diệt chính mình, mới trợ thực lực của hắn mãnh liệt tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới mới vào đỉnh phong. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương hoàn toàn là chưa hoàn hồn lại rồi, phải biết từ thần tôn cảnh sơ kỳ tăng lên đều mới vào đỉnh phong. Thiên phú cực tốt người tu luyện. Chỉ sợ cũng yêu cầu mấy ngàn năm thời gian, đại đa số người tu luyện nhưng lại yêu cầu số thời gian vạn năm. Mà Diệp Thần Phong cứ như vậy thật đơn giản từ thần tôn cảnh sơ kỳ tăng lên tới mới vào đỉnh phong. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương có một loại muốn tìm khối đậu phụ đập chết cảm giác của mình, rốt cuộc muốn không nên trâu bò như vậy a hát. Quả thực là kiểu như trâu bò không bằng hữu. Ngăn cản Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đường cảnh hồng, đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng cũng là á khẩu không biết nói gì, Diệp Thần Phong rốt cuộc là một cái gì quái thai. Cái nào có người ở thần tôn cảnh trả như vậy tăng cao thực lực. Không mang theo người khi dễ như vậy. Này ba cái lão đầu có một loại muốn khóc xúc động rồi.
Ở đây còn lại người tu luyện cũng toàn bộ là trợn mắt hốc mồm, Ngô Quỳ hung hăng vuốt một chút bắp đùi của mình, đau nhếch miệng hít lấy hơi lạnh, ta không phải đang nằm mơ. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Diệp huynh đệ trực tiếp từ thần tôn cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến mới vào đỉnh phong. Gia súc a hát, thật to gia súc. Ngô Linh Vũ thở dài, đột phá thực lực ở trước mặt hắn cùng uống ngụm nước như thế đơn giản. Được Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ đỡ Ngô Nhân, hắn cũng chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người mới vào đỉnh phong thực lực, hốc mắt của hắn thật sự ẩm ướt, phải biết hắn nhưng là bị vây ở thần tôn cảnh sơ kỳ hơn 600 năm rồi, trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong không tốn sức chút nào từ sơ kỳ liên tục bước vào mới vào đỉnh phong. Này đối với hắn mà nói quả thực là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Người này so với người khác, tức chết người. Ngô Nhân là khắc sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa, trong cổ họng hắn là thở dài liên tục. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong con ngươi xinh đẹp tỏa ra nồng nặc dị thải. Hai người bọn họ lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong thời điểm. Diệp Thần Phong thực lực xa xa nhược cho các nàng, thậm chí căn bản vô pháp cùng hai người bọn họ tương đề tịnh luận. Nhưng Diệp Thần Phong lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian, liền hoàn toàn đã vượt qua hai người bọn họ. Đồng thời thanh hai người bọn họ bỏ rơi rất xa, thậm chí lại yếu làm cho các nàng ngước đầu nhìn lên rồi. Chu vi bắt đầu ở chậm rãi khôi phục lại yên lặng rồi, bước vào mới vào đỉnh phong Diệp Thần Phong, hắn khí chất trên người trở nên càng thêm phiêu giật, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hà Không Thắng. Bây giờ thực lực liên tục đột phá đến mới vào đỉnh phong, hắn chắc chắn cùng nửa bước thần đế đánh một trận, dù sao chiến lực của hắn không phải bình thường người tu luyện có thể so sánh được. Hà Không Thắng nhìn xem phía trước mặt khí thế nằm ở mới vào đỉnh phong Diệp Thần Phong. Hắn trong con người vẻ mặt càng phát ngưng trọng. Một cái 30 tuổi mới vào cường giả đỉnh cao. Theo như cứ như vậy tốc độ đột phá. Diệp Thần Phong sẽ ở bao nhiêu tuổi bước vào thần đế cảnh? 40 tuổi? 50 tuổi? Vẫn là 60 tuổi? Hà Không Thắng có một loại phi thường trực giác mãnh liệt, nếu như Diệp Thần Phong có thể như thế tiếp tục trưởng thành. Như vậy tuyệt đối sẽ tại 100 tuổi trước đó bước vào thần đế cảnh. Từ trước tới nay, cho dù tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, thậm chí là càng xa xôi hỗn độn thời đại, trẻ tuổi nhất thần đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có hơn vạn tuổi, 100 tuổi trong vòng thần đế cảnh cường giả, chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe tồn tại. Hà Không Thắng tuyệt đối không thể bỏ mặc Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành rồi. Diệp Thần Phong bên trong thân thể mới vào đỉnh phong khí thế nhanh chóng tăng lên, thân ảnh của hắn bay thẳng đến Hà Không Thắng lao đi rồi. Tốc độ so với trước kia tăng lên rất nhiều lần. Ở đây chỉ có Hà Không Thắng tầm mắt có thể bắt lấy Diệp Thần Phong thân ảnh rồi, những người còn lại bao quát cực cảnh đỉnh phong Mô Thừa Nhan đám người. Bọn hắn cũng không cách nào 100% nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong thân ảnh. Hết thảy. Có ít nhất một điểm có thể khẳng định. Cái kia chính là Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ đã là đã vượt qua bọn hắn những này cực cảnh đỉnh phong cường giả rồi. Áp sát Hà Không Thắng Diệp Thần Phong, hắn chỉ là muốn thử một chút sau khi đột phá sức mạnh, hắn một chưởng hướng về Hà Không Thắng đánh ra. Bốn phía hiểu rõ không gian lập tức mãnh liệt vặn vẹo lên. Hà Không Thắng không dám có chút bất cẩn rồi, hắn cũng gấp bận bịu vỗ ra bàn tay của chính mình. Diệp Thần Phong lui về phía sau ba bước. Hà Không Thắng cũng lui về phía sau ba bước. Hai trưởng lẫn nhau đụng nhau sau dư ba để những người còn lại sắc mặt trắng bệch. Một cái chỉ là mới vào đỉnh phong, một cái khác lại là tại nửa bước thần đế rồi. Giữa hai người sức mạnh lại là tại sàn sàn với nhau. Nhìn thấy Diệp Thần Phong sức mạnh cùng Hà Không Thắng cũng bất phân cao thấp, Ngô Thừa Nhan đám người là càng thêm chấn kinh rồi, bọn hắn biết không chỉ là tốc độ. E sợ ở mọi phương diện bọn hắn cũng sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ rồi. Mà lúc này, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên ngưng tụ nhục thân địa phương. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều tinh hoa của Nhật Nguyệt, thân thể của bọn họ là càng ngày càng ngưng thật. Bọn hắn đồng dạng là cảm thấy ở phía xa Long Hồn bên trong tòa thành cổ, có người liên tục đột phá đến mới vào đỉnh phong. Căn cứ loáng thoáng khí tức. Bọn hắn có thể khẳng định cái này liên tục đột phá thực lực người chính là Diệp Thần Phong. Xem ra tên tiểu tử này lại có kỳ ngộ gì rồi, thực lực dĩ nhiên từ thần tôn cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến mới vào đỉnh phong. Liền coi như chúng ta ngưng tụ nhục thân,
e sợ lấy tên tiểu tử này thực lực đột phá tốc độ. Hắn rất nhanh sẽ có thể vượt qua chúng ta. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong đột phá mới vào đỉnh phong sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc sốt cục yên tâm xuống. Bọn hắn rõ ràng nhất Diệp Thần Phong sức chiến đấu rồi. Lấy Diệp Thần Phong bước vào mới vào đỉnh phong sức chiến đấu. Hẳn là có thể ứng phó một cái nửa bước thần đế cường giả. Tinh hoa của Nhật Nguyệt mức độ đậm đặc hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta, lấy hiện tại chúng ta ngưng tụ nhục thân tiến độ, chúng ta không được bao lâu thời gian, hẳn là có thể ngưng tụ hoàn thành nhục thân rồi, nói không chắc chúng ta vẫn tới kịp đi giúp tiểu tử kia phần kết. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười nói. Trôi nổi tại ao phía trên Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên. Bọn hắn nửa người trên thân thể đã hoàn toàn ngưng thật, có thể nói là nửa người trên đã là khôi phục nhục thân. Mà kèm theo thân thể của bọn họ không ngừng đưa vào nồng nặc vô cùng tinh hoa của Nhật Nguyệt, bọn hắn khí thế trên người cũng đang đi lên kéo lên, bọn hắn bây giờ khí thế đã là vượt qua cực cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí là bước vào nửa bước thần đế tầng thứ. Lấy bọn hắn bây giờ trạng thái như thế này. Tại nhục thân triệt để khôi phục thời điểm. Hai người bọn họ rất có thể sẽ bước vào chân chính thần đế cảnh. Hiện tại nhục thể của chúng ta ngưng tụ một nửa, có thể tự chủ tăng nhanh tinh hoa của Nhật Nguyệt hội tụ đã tới, ta đã đợi không kịp rồi, bọn chúng ta chờ ngày hôm nay quá lâu, quá lâu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Đúng vậy, ngày hôm nay rốt cuộc lại tới. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng không bình tĩnh nói. Chương 2509 Khốn thiên tù mà. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc nhục thân ngưng tụ một nửa thời điểm. Đoạn Long Đài bên trong. Diệp Thần Phong cùng Hà Không Thắng đụng nhau một chưởng, hai người về mặt sức mạnh cũng bất phân cao thấp. Hà Không Thắng trong con ngươi vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn không nghĩ tới thực lực đột phá tới mới vào đỉnh phong Diệp Thần Phong, dĩ nhiên sẽ có bực này sức mạnh. Này hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như tương lai Diệp Thần Phong bước vào thần đế cảnh. Như vậy chiến lực của hắn sẽ thay đổi khủng bố bao nhiêu? Tại Hà Không Thắng trong mắt Diệp Thần Phong nhất định muốn trừ đi, Diệp Thần Phong thiên phú yếu rất xa vượt qua Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên rồi. Nguyên bản lần này Hà Không Thắng phân ra một đạo nửa bước thần đế phân thân tới nơi này, hắn chỉ là vì đến liếc mắt nhìn Ngô gia cùng Giang gia cuối cùng kéo dài hơi tàn, lấy hắn nửa bước thần đế đạo này phân thân hẳn là xa xa đầy đủ rồi, ai biết sẽ phát sinh như vậy bất ngờ. Căn cứ vừa mới Diệp Thần Phong bày ra tốc độ cùng sức mạnh, Hà Không Thắng hầu như có thể khẳng định hiện tại Diệp Thần Phong sức chiến đấu không kém hắn rồi. Bên trong thân thể linh khí tuôn ra, quần áo trên người phần phật. Hà Không Thắng thân ảnh chuyển động, không khí chung quanh trở nên bạo động lên, cực hạn kình phong xung kích tại Diệp Thần Phong trên người. Loại tầng thứ này chiến đấu. Liền ngay cả Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương các loại cực cảnh đỉnh phong cường giả cũng không xen tay vào được. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn bỏ qua xung kích ở trên người hắn kình phong, phải biết chống trơn này kình phong power sẽ không tục, nếu như là thiên thần cảnh cường giả được này kình phong xung kích đến, e sợ trong nháy mắt hội cả người xương cốt vỡ vụn. Đến gần Hà Không Thắng, tay phải của hắn biến thành ưng chảo hình dạng, hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy ra. Oanh! Một tiếng! Trong không khí đột nhiên tạo thành một con to lớn móng vuốt hư ảnh, không gian lập tức bị nắm mở ra từng đạo cự miệng lớn, có thể thấy rõ cự miệng lớn bên trong không gian loạn lưu rồi. Toàn bộ to lớn móng vuốt hiện ra màu đen, một loại cực hạn màu đen, một loại nồng nặc như mực màu đen. Một chảo này từ power tuyệt đối phi phàm. Một loại hủy thiên diệt địa uy thế, một loại cực kỳ bá đạo sắc bén. Phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong thân thể xé nát bình thường. Nếu như thực lực vẫn còn thần tôn cảnh sơ kỳ, đối mặt một chảo này tử, hay là Diệp Thần Phong rất có thể sẽ rơi xuống nửa chết nửa sống kết cục. Nhưng bây giờ hắn nhưng là mới vào đỉnh phong cường giả rồi, trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng chạy vọt lên, giống như là thủy triều linh khí, mãnh liệt từ bên trong thân thể của hắn tràn ra. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Tại Diệp Thần Phong xung quanh cơ thể liền tạo thành một cái dày đặc linh khí phòng hộ, đầy đủ đem này thật lớn một móng vuốt hư ảnh cho chống đỡ chặn lại. Một tiếng. Diệp Thần Phong quanh thân linh khí phòng hộ xác thực có thể chống lại to lớn màu đen móng vuốt hư ảnh. Nhưng ai biết, tại đây màu đen móng vuốt hư ảnh phòng trong có càn khôn.
Hà Không Thắng tại to lớn màu đen móng vuốt hư ảnh bên trong ẩn giấu một cái màu đen lồng sắt, bởi móng vuốt hư ảnh đen như mực nước bình thường căn bản không nhìn thấy móng vuốt hư ảnh bên trong trả tàng có đồ vật. Vừa vặn Hà Không Thắng đang sử dụng suốt một chiêu này thời điểm, hắn hẳn là đồng thời bí ẩn đem một cái màu đen lồng sắt vỗ vào móng vuốt hư ảnh bên trong. Chỉ thấy toàn bộ màu đen lồng sắt thượng tản ra nhất cổ lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ khí tức. Màu đen ánh sáng âm u từ lồng sắt thượng đột nhiên vọt lên. Toàn bộ màu đen lồng sắt ở trong không khí nhanh chóng lớn lên, hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng chụp đi xuống. Tại lồng sắt phía dưới Diệp Thần Phong, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn cảm giác được từ màu đen lồng sắt thượng truyền đến một áp lực đáng sợ, luồng áp lực này khiến hắn trong gân mạch linh khí dòng sông ngắn ngủi dừng lại. Nhưng chính là này ngắn ngủi dừng lại thời gian, Diệp Thần Phong đã là đến không kịp né tránh rồi. Oanh! Diệp Thần Phong trực tiếp bị gắn vào màu đen lồng sắt bên trong. Hà Không Thắng hai bàn tay ở trong không khí kết ấn, từng đạo màu đen dấu ấn vỗ vào lồng sắt mặt ngoài. Toàn bộ màu đen lồng sắt trở nên càng thêm đen nhánh rồi, mạnh mẽ uy thế phóng thích, liền ngay cả cực cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào tới gần lồng sắt 5 mét trong vòng. Bị vây ở màu đen lồng sắt bên trong Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy lồng sắt bên trong đã hạn chế pháp tắc không gian. Hơn nữa lồng sắt bốn phía cột cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ coi như là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, đồng dạng là không cách nào phá mở này lồng sắt. Này màu đen lồng sắt tên là Khốn Thiên Tụ Địa. Là Hà Không Thắng những năm gần đây lấy được một cái tiên khí. Bất quá, tại lúc trước Hà Không Thắng thu được Khốn Thiên Tụ mà thời điểm, này Khốn Thiên Tụ vị trí ở hư hao trạng thái, phí không ít thời gian mới đưa cái này tiên khí chữa trị hoàn thành. Này Khốn Thiên Tù mà nhưng cũng không phải bình thường tiên khí. Phàm là bị vây ở Khốn Thiên Tù mà bên trong người tu luyện, thân thể của bọn họ hội ở trong đó từ từ hóa thành một vũng máu. Thậm chí là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng sẽ như thế, trừ phi là thần đế cảnh sơ kỳ bên trên cường giả mới có thể phá tan. Hà Không Thắng đang nhìn đến Diệp Thần Phong bị vây ở Khốn Thiên Tù địa chi bên trong sau, hắn lãnh đạm nói, đáng tiếc. Nếu như ngươi không phải là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ, như vậy ta tuyệt đối sẽ đem ngươi thu làm môn hạ. Ngươi có thể cùng ta đạo này phân thân không phân cao thấp, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đặc biệt ưu đãi, ta sẽ để ở đây những người này nhìn xem ngươi chậm rãi hóa thành một vũng máu sau, ta tại đưa những người này lên đường đi cùng ngươi. Làm là thiên tài, chết cũng có thể yếu có thiên tài đãi ngộ, cho nên nể mặt ngươi, ta khiến những người này sống thêm một hồi. Ngươi có phải hay không hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ ta? Thân ở Khốn Thiên Tù trong đất Diệp Thần Phong, hắn nghe được Hà Không Thắng lời nói sau, hắn ánh mắt phi vi ngưng lại, hắn cảm giác bốn phía đang chậm chậm sản sinh biến hóa, một nguồn sức mạnh vô hình đang không ngừng chui vào bên trong thân thể của hắn, nỗ lực muốn hòa tan nội tạng của hắn cùng xương. Hắn căn bản không phá ra được Khốn Thiên Tù địa, mà tại đây pháp tắc không gian cũng bị hạn chế ở. Trong thân thể khó chịu cảm giác, khiến hắn vi vi ngồi xổm xuống thân thể, hai bàn tay không tự chủ chống đỡ ở trên mặt đất. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một vệt nghi hoặc. Hắn nhưng là bát phẩm luyện khí sư. Hắn cảm giác được này tiên khí Khốn Thiên Tù trong đất có một chỗ lỗ thủng, hẳn là trước đó Hà Không Thắng tìm đến luyện khí sư, đem nơi này lỗ thủng cho không để ý đến, dù sao nơi này lỗ thủng không ảnh hưởng Khốn Thiên Tù mà sử dụng. Thần niệm lập tức lặng lẽ tiến vào Khốn Thiên Tù mà nội bộ. Trong đó khắc họa các loại phức tạp linh trận đồ. Từ nơi này chút linh trận đồ bên trong, Diệp Thần Phong bỗng nhiên có một loại đặc thù cảm giác, xuyên thấu qua trong đó lỗ thủng, Diệp Thần Phong lại có thể cảm giác được cái này tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa. Chỗ sơ hở này là phi thường khó mà phát hiện. Diệp Thần Phong tuy nói là bát phẩm luyện khí sư, nhưng hắn đối với luyện khí lý giải phi thường thâm hậu. Hơn nữa cảm giác của hắn phi thường nhỏ bé. Khốn Thiên Tù trong đất này lỗ thủng, vậy luyện khí sư căn bản khó mà phát hiện. Bởi vì trống trơn cảm giác lời nói, chỗ sơ hở này làm bình thường, vậy luyện khí sư sẽ không đem nó cho rằng là một cái thiếu hụt. Tại thần niệm lặng lẽ sau khi tiến vào, thông qua chỗ sơ hở này, Diệp Thần Phong dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay trưởng khống cái này tiên khí Khốn Thiên Tù. Có sự phát hiện này sau, hắn cũng không phải sốt ruột rồi, hiện tại chính dễ dàng kéo dài thời gian,
thẳng đến chờ đợi lão Bạch cùng lão Hắc ngưng tụ thành nhục thân. Chương 2510, lên cấp, nhục thân thành. Thân là bát phẩm luyện khí sư. Tiên khí bên trong linh trận đồ đối với Diệp Thần Phong tới nói quá mức phức tạp. Thế nhưng, thông qua khốn thiên tù trong đất lỗ thủng hơi chút để linh trận đồ phát sinh một điểm thay đổi, bây giờ Diệp Thần Phong vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Tại đem khốn thiên tù trong đất linh trận đồ miễn cưỡng cải biến một điểm sau đó cái cỗ này không ngừng tại chui vào trong cơ thể hắn sức mạnh vô hình, lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Cái này tiên khí dù sao cũng là trưởng khống trong tay hà không thắng. Cho nên, Diệp Thần Phong tại hơi chút lặng lẽ cải biến một điểm linh trận đồ sau, hắn không có tước đoạt hà không thắng trưởng khống, mà là để chính hắn đã trở thành cái này tiên khí cái thứ hai người trưởng khống. Như thế thứ nhất, chỉ là một đạo phân thân hà không thắng, hắn căn bản không có nhận ra được có bất kỳ không ổn nào chỗ. Thân thể ngồi xổm ở khốn thiên tù trong đất Diệp Thần Phong, hắn thông qua trong đó lỗ thủng, bắt đầu cảm ngộ tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa rồi. Đồng thời Diệp Thần Phong trên mặt chậm rãi ra vẻ xuất một loại phi thường vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt sau khi biến hóa, hà không thắng khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương muốn yếu liều lĩnh hướng về khốn thiên tù mà xông tới, thế nhưng được Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng ngăn cản, hà không thắng bình thản nói, không cần ngăn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không bước ra đoạn long đài, tự tùy ý bọn hắn đi. Ta đã nói rồi yếu để cho bọn họ nhìn xem tiểu tử này hóa thành huyết thủy sau, cho nữa những người này lên đường. Nghe vậy, Đường Cảnh Hồng các loại ba người đi tới hà không thắng bên cạnh, bọn họ là một mực cung kính đứng đấy, khi bọn họ nhìn thấy khốn thiên tù trong đất, Diệp Thần Phong trên mặt cực kỳ vẻ mặt thống khổ sau, bọn hắn khóe miệng hiện lên hung tàn nụ cười. Không có ngăn cản, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương hướng về khốn thiên tù mà xông đi. Nhưng khốn thiên tù chính là hà không thắng kích phát, lại tăng thêm cái này tiên khí không bình thường. Bên trên uy thế để Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương căn bản dựa vào không tới gần, càng là đến gần một chút, sắc mặt của bọn họ thì càng là trắng bệch. Thẳng đến cuối cùng bọn hắn trực tiếp được uy thế cho bắn ra bay ra ngoài. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người nhìn thấy cực cảnh đỉnh phong Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đều không thể tới gần, bọn hắn những người này là càng thêm không có hy vọng rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong cực hạn thống khổ dáng dấp, trong lòng bọn họ lửa giận thiêu đốt, nhưng bọn họ lại căn bản không phải là đối thủ của hà không thắng. Thân ở khốn thiên tù trong đất Diệp Thần Phong. Hắn không ngừng cảm ngộ tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa, này làm cho hắn đối luyện khí lý giải càng thêm thấu triệt. Từ từ, Diệp Thần Phong bắt đầu tiến vào một loại làm trạng thái huyền diệu bên trong, nhưng trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì thần sắc thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyên bản hà không thắng cho rằng Diệp Thần Phong rất nhanh hội hóa thành một vũng máu, nhưng chờ mãi lại một mực không chờ được đến Diệp Thần Phong hóa thành huyết thủy, này làm cho hắn chân mày cau lại, hắn ở trong lòng suy đoán có thể là Diệp Thần Phong thiên phú khác hẳn với người thường. Cho nên mới chậm chạp không có hóa thành huyết thủy. Nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt càng ngày càng thần sắc thống khổ. Hà không thắng suy đoán Diệp Thần Phong trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng xương hẳn là hòa tan không sai biệt lắm, chỉ phải chờ một hồi nữa là được rồi. Dù sao hắn đã vừa mới đem lời nói ra khỏi miệng, lẽ nào hiện tại liền muốn lập tức đổi ý sao? Hắn nhưng là thần đế cảnh cường giả, tuy rằng này chỉ là của hắn một đạo phân thân, nhưng hắn không cách nào làm ra trước mặt mọi người lật lọng sự tình. Sắc trời bắt đầu hoàn toàn màu đen xuống. Mặt trăng treo thật cao ở trong trời đêm. Trong thiên địa ẩn chứa tinh hoa của nhật nguyệt cực kỳ nồng nặc. Lại qua mấy canh giờ. Trừ thần sắc thống khổ bên ngoài, Diệp Thần Phong tự ở bề ngoài xem không có bất kỳ một điểm phải hóa thành huyết thủy dấu hiệu. Này làm cho hà không thắng càng phát rất nghi hoặc, bây giờ Diệp Thần Phong thân ở khốn thiên tù trong đất, tuy nói hắn là khốn thiên tù mà người trưởng khống, chỉ khi nào người tu luyện tiến vào khốn thiên tù địa. Liền ngay cả hắn cái này người trưởng khống cũng không cách nào cảm giác rõ ràng đối phương thân tình huống trong cơ thể rồi. Hà không thắng cho tới nay cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn tìm rất nhiều luyện khí sư đã kiểm tra cái này tiên khí rồi, nhưng bọn họ đều nói cái này tiên khí không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực tạo thành cái này nguyên nhân, chính là Diệp Thần Phong phát hiện chỗ sơ hở kia gây ra đó.
trên mặt một mực ra vẻ cực hạn thống khổ Diệp Thần Phong. Trong lòng của hắn nhưng là sảng khoái cực kỳ, thông qua không ngừng lĩnh ngộ tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa, hắn đối với luyện khí có một cái lĩnh ngộ mới, mặc dù nói không có bắt tay chân chính luyện chế, nhưng hắn hầu như có thể xác định hắn đã thăng cấp thành cửu phẩm luyện khí sư rồi. Thông qua hấp thu cùng tìm hiểu khốn thiên tù trong đất luyện khí áo nghĩa, từ bát phẩm luyện khí sư thăng cấp thành cửu phẩm luyện khí sư, này ngược lại cũng không phải là một cái ly kỳ sự tình, dù sao Diệp Thần Phong hấp thu lấy cùng tìm hiểu chính là một kiện cao đẳng tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa. Hà Không Thắng là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm giác mình khá giống một cái kẻ ngu, liền đứng như vậy chờ đợi Diệp Thần Phong hóa thành huyết thủy. Nhưng Diệp Thần Phong lại chậm chạp không hóa thành huyết thủy. Bỗng nhiên trong lúc đó, oanh, oanh, nơi xa, Long Hồn Cổ Thành bên ngoài, có một đạo cột sáng màu trắng cùng một đạo hắc sắc cột sáng phóng lên trời, bầu trời xa xăm bên trong phong vân biến sắc. Sát theo đó, có hai bội uy nghiêm tượng thần hư ảnh tại trên bầu trời hiện lên. Cái này hai lau chùi tượng thần một trắng một đen, tràn ngập tại bầu trời xa xăm bên trong, tuy nói đoạn long đài bên trong người chỉ là xa xa nhìn xem. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy đến từ chính cái kia hai đạo tượng thần dị tượng uy thế, liền ngay cả Hà Không Thắng cũng sắc mặt kịch biến. Phàm là xuất hiện tượng thần hư ảnh. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đại biểu có người đột phá đến thần đế cảnh rồi, hơn nữa bây giờ vẫn có hai người đồng thời đột phá đến thần đế cảnh. Ở nơi này có ai có thể đột phá đến thần đế cảnh? Hà Không Thắng đột nhiên nghĩ tới Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên. Hắn biết năm đó Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tuy nói đồng quy vu tận, nhưng cần phải có tàn hồn lưu lại, chỉ là hắn không nghĩ tới Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên dĩ nhiên thật sự một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Bằng không tuyệt đối không thể bước vào thần đế cảnh. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương biết nơi xa chỗ đó chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên ngưng tụ nhục thân địa phương. Bây giờ tượng thần hư ảnh xuất hiện. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên rốt cuộc ngưng tụ thành nhục thân, hơn nữa còn khóa nhập chân chính thần đế cảnh, này đối với bọn hắn tới nói quả thực là quá đúng lúc rồi, có ngưng tụ thành nhục thân Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, trước mặt cái này một đạo Hà Không Thắng phân thân căn bản không lật nổi cái gì bọt nước đến rồi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến xa xa dị tượng sau đó trên mặt hắn vẻ thống khổ trong nháy mắt biến mất rồi, hắn không tại giả vờ giả vịt đi xuống. Hà Không Thắng đang nhìn đến Diệp Thần Phong biến hóa sau, hắn đầy mặt phẫn nộ, ngươi một mực tại trêu chọc ta. Ngươi căn bản không có bị bao vây thiên tù mà ảnh hưởng đến. Diệp Thần Phong tùy ý tại khốn thiên tù trong đất đứng lên, đúng vậy, ta là đang đùa ngươi, vậy thì như thế nào? Ngươi nói ngươi cái này một đạo phân thân nhưng dùng an toàn rời đi nơi này sao? Ta xem tám thành thì không được rồi, ngươi cái này một đạo phân thân liền an tâm ở lại chỗ này đi. Hà Không Thắng giận khóe mắt nhảy lên, hắn quát lên, không có ai có thể ngăn cản ta rời đi, trước lúc ly khai, ta trước tiên muốn ngươi này cái mạng nhỏ. Chương 2511, ta chờ các ngươi. Dứt tiếng, Hà Không Thắng bàn tay nhắm ngay khốn thiên tù địa, cuồn cuộn linh khí từ bàn tay hắn bên trong bạo hướng mà ra, đột nhiên rót vào tiên khí khốn thiên tù địa chi bên trong. Tại Hà Không Thắng linh khí cuồn cuộn không đoạn chú vào sau. Toàn bộ màu đen lồng sắt nhanh chóng xoay tròn, lồng sắt bên trong nháy mắt tràn ngập một loại hắc sắc khí thể, loại khí thể này bên trong hàm chứa cực hạn tính ăn mòn. Chỉ sợ coi như là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, cũng sẽ lập tức được loại này màu đen khí thể ăn mòn không còn một mống. Hà Không Thắng khóe miệng hiện lên cười gằn, dưới cái nhìn của hắn lúc này Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Ai biết, lồng sắt bên trong tràn ngập màu đen khí thể. Rõ ràng toàn bộ tránh được Diệp Thần Phong, thấy cảnh này Hà Không Thắng con ngươi ngưng lại. Diệp Thần Phong vừa vặn thông qua khốn thiên tù trong đất lỗ thủng, cảm ngộ tiên khí bên trong luyện khí áo nghĩa, thành công tấn thăng làm cửu phẩm luyện khí sư, có thể nói hắn đối khốn thiên tù mà quen thuộc, vượt xa Hà Không Thắng, chỉ cần hắn một ý nghĩ, hắn là có thể chặt đứt Hà Không Thắng cùng khốn thiên tù mà ở giữa liên hệ rồi. Diệp Thần Phong trong đầu ý nghĩ hơi động. Hà Không Thắng lập tức cảm giác mình không cách nào trưởng khống khốn thiên tù. Toàn bộ màu đen lồng sắt ngừng xoay tròn lại, Diệp Thần Phong nhẹ nhõm từ trong đó đi ra, tiện tay vung lên, to lớn màu đen lồng sắt tại vụt nhỏ lại, cuối cùng co lại chút thành tựu một cái mini bản lồng sắt, vững vàng đã rơi vào trong bàn tay của hắn.
Hà Không Thắng đồng tử co rụt lại, hắn trong con ngươi nghiêm nghị đã tới cực hạn, Diệp Thần Phong các loại toàn bộ nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy hắn đạo này phân thân thực lực, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào giết Diệp Thần Phong, hắn không thể ở nơi này trì hoãn thời gian, hắn muốn lập tức đào tẩu. Dù sao nếu như đạo này phân thân bị giết đâu lời nói, đối với hắn như vậy bản thể cũng sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Nhưng tại Hà Không Thắng muốn độn lúc đi, hai cỗ sức mạnh vô hình đột nhiên đem toàn bộ đoạn trong long đài không gian cho cầm cố lại rồi. Này hai cỗ lực lượng chả đem toàn bộ đoạn long đài cấp bao quấn ở trong đó, chẳng khác gì là tại đoạn long đài ngoại vi tạo thành một cái kết giới. Kết giới này vô cùng mạnh mẽ, e sợ vậy thần đế cảnh sơ kỳ cường giả tuyệt đối không phá ra được. Hà Không Thắng, chẳng lẽ không chuẩn bị gặp gỡ bạn cũ sao? Gấp như vậy đi làm gì? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thân ảnh hiện lên, trong đó Ngô Phong dỗi rảnh ánh mắt như ngừng lại Hà Không Thắng trên người. Đang nhìn đến lão Bạch cùng lão Hắc nhục thân triệt để ngưng tụ sau đó Diệp Thần Phong là hoàn toàn yên tâm xuống. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên khí tức trên người nội liếm, cho người một loại phản phát quy chân cảm giác. Thực lực bước vào thần đế cảnh sơ kỳ sau, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên lập tức hướng về nơi này tới rồi, lấy hai người bọn họ tốc độ, chạy tới nơi này chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đang nhìn đến Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sau đó hai người bọn họ lập tức cung kính hô, lão tổ. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chỉ hơi hơi gật gật đầu. Hà Không Thắng cảm thụ bị giam cầm không gian, lấy hắn đạo này phân thân thực lực căn bản trốn không thoát, nếu như vừa vặn không đúng Diệp Thần Phong động thủ, như vậy hay là hắn đã rời khỏi, nguyên bản hắn cho rằng có thể muốn Diệp Thần Phong mệnh, nhưng ai biết Diệp Thần Phong không những không giết chết, hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng đáp vào được. Nhìn xem Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Hà Không Thắng sắc mặt lạnh lẽo, tại bọn hắn thời đại kia, có thể nói Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chính là nhân vật thiên tài nhất, cùng bọn họ đồng nhất thời kỳ người, ánh sáng toàn bộ được che giấu. Năm đó, Hà Không Thắng cũng coi như là Ngô Phong dỗi rảnh cùng bạn của Giang Vận Thiên, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, dựa vào cái gì Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên có thể như thế chói mắt. Bằng vật gì tốt đều được hai người bọn họ chiếm đi. Hà Không Thắng đố kỵ Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên. Lâu dần. Theo trong lòng đố kỵ càng ngày càng nhiều, hắn toát ra một ý nghĩ, hắn muốn Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chết. Cho nên, hắn cuối cùng đặt một cái bẫy, cuối cùng để Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồng quy vu tận. Sau, Hà Không Thắng trong lúc vô tình đã lấy được một cái hỗn độn thời đại đại năng truyền thừa, hắn dựa vào cái này truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió, nhanh chóng thay thế Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên vị trí. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hai người các ngươi thật sự có thể phục sinh. Bất quá, các ngươi cho rằng bây giờ thời đại chả là năm đó sao? Hai người các ngươi chỉ là khóa nhập thần đế cảnh sơ kỳ mà thôi, các ngươi dựa vào thực lực như vậy, cho rằng liền có thể một lần nữa quật khởi sao? Nếu như các ngươi nguyện ý thần phục ta, như vậy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời để cho các ngươi đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Không tốn thời gian dài. Ta là có thể đến sống mãi rồi. Hai người các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ta, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thần phục với ta, như vậy các ngươi là có thể tiếp tục sống tiếp. Giang Vận Thiên quát lạnh, Hà Không Thắng, giữa chúng ta món nợ yếu một bút tính, chúng ta sẽ đích thân tiêu diệt ngươi, tự tay tiêu diệt đám bọn ngươi toàn bộ Hà gia. Trong khi nói chuyện, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hà Không Thắng đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này, lấy hắn bây giờ đạo này nửa bước thần đế phân thân, căn bản sẽ không là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đối thủ, hắn chỉ là đứng tại chỗ. Xì xì, xì xì. Ngô Phong dỗi rảnh cánh tay xuyên thấu Hà Không Thắng bên trái ngực. Giang Vận Thiên cánh tay xuyên thấu Hà Không Thắng bên phải ngực. Hà Không Thắng khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, ta chờ các ngươi. Lần này ta sẽ đích thân đem bọn ngươi đạp ở dưới bàn chân. Hiện tại đã không phải là của các ngươi thời đại, mà là ta Hà Không Thắng thời đại. Hà gia cửu mệnh phân thân thuật, hắn phân thân vừa chết, lập tức hội nổ tung thành một vũng máu sương mù. Tại Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đưa cánh tay từ Hà Không Thắng bên trong thân thể rút ra đi ra sau. Chỉ thấy nghe ầm một tiếng,
Hà Không Thắng thân thể trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Hà Không Thắng cái này một đạo nửa bước thần đế thân phận, cứ như vậy được Lão Bạch cùng Lão Hắc tiêu diệt. Nhưng, này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc nhưng là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, hai người bọn họ đối phó một cái nửa bước thần đế phân thân, này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay ma. Tại Hà Không Thắng phân thân bị diệt sau, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thu hồi đối đoạn trong Long Đài không gian cầm cố. Bao vây toàn bộ đoạn Long Đài kết giới cũng đã biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ chậm chạp chưa hoàn hồn lại. Vốn chỉ là lục đại lánh đời tông môn tài nguyên tranh cướp thi đấu, nhưng này chàng tài nguyên tranh cướp thi đấu quả thực là biến đổi bất ngờ. Lần lượt làm cho ở đây người tu luyện mở rộng tầm mắt. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sở dĩ dứt khoát như vậy giết Hà Không Thắng, bởi vì con này là Hà Không Thắng một đạo phân thân mà thôi. Hà gia cửu mệnh phân thân thuật ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, nếu như không nhanh chóng đem cái này một đạo phân thân chém mất, nói không chắc sẽ bị đạo này phân thân lợi dụng phương pháp đặc thù bỏ chạy đi. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên trên mặt cũng tránh qua một vệt nghiêm nghị, hai người bọn họ trong lòng đang suy đoán bây giờ Hà Không Thắng đến cùng tại tu vi gì. Chương 2512, thu thập tàn cục. Đường Cảnh Hồng, Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng ba vị này cực cảnh đỉnh phong lão tổ. Bọn hắn đang nhìn đến Hà Không Thắng nửa bước thần đế phân thân bị diệt sau đó lập tức trở nên nơm nớp lo sợ lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, muốn lập tức thoát đi đoạn Long Đài. Nhưng Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thần đế cảnh sơ kỳ uy thế, trong nháy mắt bao phủ lại ba người bọn họ, khiến cho bọn hắn trên người mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể căn bản vô pháp di động bất kỳ từng bước. Giang Vận Thiên nhìn hướng Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới thu thập nơi này tàn cục? Nghe vậy, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương lập tức hướng về Đường Cảnh Hồng ba người lướt tới, bây giờ Đường Cảnh Hồng đám người liền thân tử đều không thể di động, sẽ đối ba người này, đối với Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương tới nói quả thực là dễ như ăn cháo. Ta nguyện ý thần phục Ngô gia cùng Giang gia. Đường Cảnh Hồng vội vàng kinh hoàng nói, tại bước ngoặt sinh tử, tại Đường Cảnh Hồng trong mắt làm hiển nhiên mệnh muốn so tôn nghiêm tới trọng yếu hơn nhiều. Đáng tiếc Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đối Đường Cảnh Hồng bọn hắn không có một chút nào thương hại tình, lần này nếu không có Diệp Thần Phong, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, chỉ sợ bọn họ đã chết tại Đường Cảnh Hồng đám người trong tay. Một tiếng, Ngô Thừa Nhan trực tiếp phá tan rồi Đường Cảnh Hồng đầu. Ta... Vừa vặn nói ra một chữ, cũng muốn cầu xin tha thứ Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng, bọn hắn đang nhìn đến Đường Cảnh Hồng đầu nổ tung sau đó trong cổ họng bọn họ thanh âm trong nháy mắt im bặt đi. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương không dừng lại chút nào. Tại Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng ánh mắt hoảng sợ dưới, bọn hắn cũng đem hai người này đầu bắn cho bạo. Đang giải quyết Đằng Trung Nam cùng Mục Khang dễ dàng sau. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương lập tức khiến người ta đem mấy cái này trong tông môn người toàn bộ khống chế lên, mà Ngô Chi Minh, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người ánh mắt, toàn bộ vững vàng tập trung vào Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên trên người. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhưng là Ngô gia cùng Giang gia bên trong nhân vật huyền thoại, này làm cho Ngô Chi Minh đám người làm sao có thể không kích động. Trước đó Hà Không Thắng suy đoán Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ. Bởi tại vừa vặn trong chiến đấu, những người còn lại không cách nào tới gần, mọi người toàn bộ không có nghe rõ Hà Không Thắng suy đoán. Cho nên, bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ. Từng kiện sự tình liên tiếp phát sinh, này làm cho Ngô Chi Minh đám người trong đầu có chút hỗn loạn. Đỡ Ngô Nhân Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn, có cái nào Ngô gia người phải không sùng bái Ngô Phong dỗi rảnh. Tại Ngô gia bên trong, Ngô Phong dỗi rảnh tại Ngô gia con cháu trong lòng, có không có gì sánh kịp địa vị. Linh Vũ, thực sự là thật là làm cho người ta không thể tin được rồi, chúng ta Ngô gia tổ tiên đều xuất hiện, mà ra là lấy thần đế cảnh sơ kỳ thực lực xuất hiện. Ngô Quỳ thở dài liên tục, Ngô Linh Vũ cũng không ngừng gật đầu, hiển nhiên hôm nay khiếp sợ sự tình quá nhiều, nhiều lắm. Ngô Thừa Nhan đang nhìn đến còn lại mấy cái tông môn người toàn bộ được khống chế lại sau. Hắn đối với người của Ngô gia quát lên, nhanh chóng lại đây bái thấy các ngươi tổ tiên. Ngô Phong dỗi rảnh chính là Ngô Thừa Nhan lão tổ. Ngô Thừa Nhan xưng hô Ngô Phong dỗi rảnh vì lão tổ,
còn lại Ngô gia người bối phận đều so với Ngô Thừa Nhan thấp, bọn hắn trực tiếp xưng hô Ngô Phong dỗi rảnh vì lão tổ, này e sợ không thích hợp, như vậy không phải đợi ở Ngô Phong dỗi rảnh cùng Ngô Thừa Nhan một cái bối phận sao? Cho nên vẫn là xưng hô tổ tiên tốt, ý tứ cũng chính là Ngô gia tổ tiên, Ngô Phong dỗi rảnh cũng gánh chịu nổi danh xưng này rồi. Giang Thắng Lương hướng về phía Giang gia người quát lên, các ngươi cũng lại đây bái thấy chúng ta Giang gia tổ tiên. Ngô Chí Minh, Ngô Lăng Hương cùng Ngô Quỳ đám người toàn bộ đi tới Ngô Phong dỗi rảnh trước mặt. Mà Giang gia lão tổ cùng Giang Thải Huyên mấy người cũng đi tới Giang Vận Thiên trước mặt. Bất kể là người của Ngô gia, vẫn là Giang gia người, bọn hắn toàn bộ một mực cung kính gọi một tiếng, tổ tiên. Trong đó được Ngô Linh Vũ cùng Ngô Quỳ đỡ Ngô Nhân, hắn biết bây giờ là một cái cơ hội biểu hiện a hát. Hắn không lo được thương thế trên người rồi. Tại bái kiến xong Ngô Phong dỗi rảnh sau đó hắn lập tức hướng về Diệp Thần Phong một mực cung kính hô, lão tổ. Ngô Nhân tiếng xưng hô này, để ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong lúc trước đã nói, tại lão Bạch cùng lão Hắc ngưng tụ thành nhục thân một khắc đó, hắn sẽ chân chân chính chính đi lễ bái sư. Hắn đối với Ngô Nhân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên quỳ lại xuống. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên xứng đáng hắn quỳ lại, thường nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bồi tiếp Diệp Thần Phong đã trải qua không ít chuyện. Sư phụ! Diệp Thần Phong chân thành hô. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cười ha hả, bọn hắn đối chính mình một đồ đệ cực kỳ thỏa mãn, đưa tay đồng thời đem Diệp Thần Phong cho đỡ xuống. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Ngô Nhân. Bọn hắn cảm thấy lão đầu này ngược lại là thật biết lợi dụng sơ hở, bọn hắn bây giờ đối với Diệp Thần Phong vị lão tổ này cũng là phục sát đất, Diệp Thần Phong bây giờ nhưng là mới vào đỉnh phong cường giả rồi, thậm chí tại về mặt chiến lực đã vượt qua hai người bọn họ. Trên nhiều khía cạnh, Diệp Thần Phong khẳng định có thể chỉ điểm bọn họ, lão tổ, lão tổ, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng cung kính gọi một tiếng Diệp Thần Phong. Từng cái đứng đấy làm gì? Còn không mau bái thấy các ngươi lão tổ, Ngô Thừa Nhan lớn tiếng quát lên, Giang Thắng Lương cũng quát lên, nhanh, nếu không có Diệp lão tổ, các ngươi hiện tại đã sớm đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo. Tại Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương quát tháo bên dưới. Những người còn lại cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong rõ ràng đồng thời sẽ là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đổ đệ. Này nhưng kiểu như trâu bò quá độ rồi, về sau tại Ngô gia cùng Giang gia bên trong. Ngoại trừ Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, như vậy kế tiếp không phải Diệp Thần Phong bối phận lớn nhất ma. Mập mạp Ngô Quy trên mặt thịt mỡ run run, hắn không dám tin truyền âm cho Ngô Linh Vũ, Linh Vũ, hiện tại ngươi hối hận không? Chẳng trách Ngô Nhân lão tổ lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đây là đi nịnh hót, ta hiện tại cũng có khoác lác tư bản rồi, ta nhưng là cùng chúng ta Ngô gia bối phận chỉ đứng sau tổ tiên lão tổ xưng huynh gọi đệ qua. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên khuôn mặt lộ ra một chút cũng không có nại, các nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày yếu ngoan ngoãn gọi Diệp Thần Phong một tiếng lão tổ. Diệp Thần Phong bối phận đặt tại đó, cũng không ai dám vi phạm, huống hồ Diệp Thần Phong sức chiến đấu xác thực cực kỳ cường hãn. Kết quả là, Ngô gia cùng Giang gia người dồn dập lần lượt hô Diệp Thần Phong vì lão tổ. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên là cuối cùng gọi Diệp Thần Phong vì lão tổ. Hơn nữa thanh âm của các nàng rất thấp, thấp hầu như yếu nghe không được. Tại Ngô gia cùng Giang gia người bái kiến xong Diệp Thần Phong sau. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đối Ngô gia cùng người Giang gia thái độ vẫn tính so sánh thỏa mãn, bây giờ cơ thể bọn họ ngưng tụ thành công, hơn nữa còn diệt hà không thắng một đạo phân thân, e sợ không cần thời gian quá dài, bọn hắn liền sẽ chân chính cùng hà không thắng bản thể chiến đấu, hiện tại nhất định muốn nắm chặt thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chương 2513, kiểu như châu bò ba cái tiểu gia hỏa. Tại Hà Không Thắng một đạo nửa bước thần đế phân thân bị diệt thời điểm. Nơi nào đó Kim Bích Huy Hoàng bên trong cung điện. Chế tạo cung điện này toàn bộ đều là hy hữu tài liệu, thậm chí có thể nói là thiên tài địa bảo. Bên trong tòa cung điện này linh khí cực kỳ nồng nặc, trọn vẹn so với Ngô gia cùng Giang gia vị trí nồng nặc gấp mấy trăm lần không ngừng. Một tên khuôn mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, hắn ngồi ở cung điện phía trước nhất chính giữa trên một cái ghế. Dáng dấp của hắn cùng Hà Không Thắng phân thân giống nhau như đúc.
hắn chính là Hà Không Thắng bản thể rồi. Chỉ thấy Hà Không Thắng sắc mặt khẽ thay đổi, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài, hắn trong con ngươi âm trầm quang mang lấp lóe. Cả người hắn trên người không có một tia khí thế, hẳn là toàn bộ là bị hắn nội liễm ở trong người rồi. Chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tự nói, ta có bao nhiêu năm tháng không có chảy qua máu. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi quả nhiên là đời ta túc địch, năm đó chúng ta không thể tự mình đem hai người các ngươi đạp ở dưới bàn chân, bây giờ ta nhất định có thể làm được, hết khả năng tăng cao thực lực đi. Bằng không các ngươi cùng ta chân chính gặp gỡ một ngày kia, ta sẽ cảm giác làm không có ý nghĩa. Một đạo nửa bước thần đế phân thân bị diệt. Đây đối với Hà Không Thắng bản thể vẫn là đã tạo thành một điểm ảnh hưởng, tuy nói đây là hắn yếu nhất một đạo phân thân, nhưng cũng là bên trong thân thể của hắn sức mạnh một phần. Tương đối với Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên, Hà Không Thắng đối Diệp Thần Phong có hứng thú hơn, hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì cái gì có thể đồng thời tu luyện ba loại công pháp. Hơn nữa bây giờ Diệp Thần Phong đã là mới vào đỉnh phong thực lực. Bất quá! Hà Không Thắng không có quá lớn lo lắng, cho dù Diệp Thần Phong khóa nhập thần đế cảnh thì lại làm sao? Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn giết Diệp Thần Phong là chuyển tay đầu ngón tay sự tình. Năm đó Hà Không Thắng trong lúc vô tình đã lấy được một cái hỗn độn thời đại đại năng truyền thừa. Cái này truyền thừa không phải chuyện nhỏ. Có thể mang hắn Hà ra công pháp chứa đựng tiến vào bên trong, hắn cũng đã nếm thử lại chứa đựng còn lại công pháp, nhưng toàn bộ đều đã thất bại. Xem ra cho chính là một loại công pháp đã là cực hạn. Cho nên, tu luyện vị kia hỗn độn thời đại đại năng công pháp, Hà Không Thắng vẫn có thể thi triển bọn hắn Hà gia cửu mệnh phân thân thuật. Ở đằng kia vị hỗn độn thời đại đại năng trong truyền thừa ghi chép không ít thứ. Trong đó thậm chí ghi chép liên quan với đến sống mãi bí mật. Bên trong ghi chép cặn kẽ một cái đến sống mãi phương pháp. Cái phương pháp này lúc trước vị kia hỗn độn thời đại đại năng không có đã nếm thử liền tuổi thọ tiêu hao hết chết rồi. Vì cái này đến sống mãi phương pháp. Hà Không Thắng đã chuẩn bị cực kỳ lâu 5 tháng, lại có thêm 8 tháng, chỉ cần cho hắn thêm thời gian 8 tháng. Hắn thì có hy vọng bước vào vĩnh sinh cảnh rồi. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tính là gì? Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Hà Không Thắng mới thật sự là vương giả. Hà Không Thắng khóe miệng nụ cười tỏa ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng. Thậm chí có chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, tại bên trong thân thể của hắn tụ tập. Mà lúc này, Đoạn Long Đài bên trong. Tại Ngô gia cùng Giang gia người thu thập xong tàn cục sau. Diệp Thần Phong cũng không có vội vã đi kích phát Long tộc chí bảo đấu chuyển tinh di rồi. Hiện tại thực lực của hắn đột phá đến mới vào đỉnh phong, hắn chuẩn bị tiến vào trong tiểu thế giới nhìn một chút. E sợ bây giờ tiểu thế giới lại là biến hóa khá lớn. Diệp Thần Phong vuốt vuốt trong tay tiên khí khốn thiên tụ địa. Dù sao cũng là tiên khí, nếu như yếu đem bên trong lỗ thủng bổ khuyết hoàn chỉnh, như vậy hắn có lẽ muốn trở thành chí tôn luyện khí sư mới có thể rồi. Ngô gia cùng người Giang gia tập trung đến Ngô gia tại Long Hồn bên trong tòa thành cổ trong trang viên. Sở dĩ đi Ngô gia ở tạm địa, chỉ vì Ngô gia ở tạm mà khoảng cách Đoạn Long Đài so sánh gần. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đám người đi vào trang viên trong đại sảnh. Ngô Chí Minh các loại Ngô gia cùng Giang gia tổng bộ lão tổ cũng đi theo đi vào. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên thiên tài như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể tiến vào rồi. Về phần Ngô Nhân như vậy chi mạch lão tổ, hắn có chút nhì do dự, dù sao hắn chỉ là chi mạch lão tổ, thân phận đặt tại đó. Mà Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ là càng thêm không hy vọng xa vời có thể bước vào trong đó, bọn hắn chuẩn bị trở về chỗ ở của mình rồi, cho tới bây giờ bọn hắn trong đầu vẫn là chóng mặt. Tại bước vào đại sảnh trước đó, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Ngô Nhân bọn hắn, ba người các ngươi không đi vào chung không? Ngô Nhân lập tức cười nở hoa, đa tạ lão tổ. Diệp Thần Phong nhìn xem Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mập mạp Ngô Quy lập tức kích động trên mặt thịt mỡ run run, hắn nhỏ giọng nói, lão tổ, ta. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, về sau trong âm thầm, ngươi vẫn là xưng hô ta Diệp huynh đệ được rồi, dù sao nếu như trước mặt mọi người ngươi cũng xưng hô như vậy ta. Ngô gia cùng Giang gia những lão đầu kia, sắc mặt của bọn họ hội rất khó nhìn.
nhìn thấy Diệp Thần Phong vẫn là như thế hiền hòa, Ngô Quy là kích động yếu đại hống đại khiếu, vậy ta cũng sẽ không khách khí, Diệp huynh đệ, về sau tại Ngô gia cùng Giang gia bên trong, ta Ngô Quy cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm đi nha. Ngô Linh Vũ tức giận trừng mắt liếc Ngô Quy. Khi tiến vào bên trong đại sảnh một lát sau, Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ kiếm cớ rời khỏi, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên biết Diệp Thần Phong nhất định là muốn đi vào bên trong tiểu thế giới. Hai người bọn họ tự nhiên là đồng ý. Trở về gian phòng của mình Diệp Thần Phong, hắn rất nhanh liền tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Khi tiến vào tiểu thế giới trong tích tắc, hắn liền cảm thấy nồng nặc vô cùng linh khí, nơi này linh khí so với bên ngoài trọn vẹn nồng nặc khoảng 100 lần. Tại thực lực tăng lên tới mới vào đỉnh phong sau, toàn bộ tiểu thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tiểu thế giới diện tích lại làm lớn ra mấy chục lần có thừa. Tại Diệp Thần Phong muốn cảm ứng một cái trong tiểu thế giới biến hóa lúc, có tam đạo thân ảnh nho nhỏ tại trên bầu trời đạp không phi hành. Này tam đạo thân ảnh nho nhỏ chú ý tới Diệp Thần Phong sau. Bọn hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lao xuống. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Này tam đạo thân ảnh nho nhỏ liền xông vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, âm thanh như trẻ đang bú hô, ba ba, ba ba, ba ba. Cái này ba bóng người không phải là Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba cái giám hải ma. Bất quá! Tại cảm nhận được này ba cái giám xấu khí thế trên người sau, Diệp Thần Phong chỉ có thể lộ ra một vệt cười khổ. Bây giờ cái này ba tên tiểu gia hỏa khí thế trên người rõ ràng toàn bộ nhất trí trên đất thần cảnh hậu kỳ tầng 7 rồi. Lần trước này ba tên tiểu gia hỏa cũng mới hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ thực lực chứ. Bây giờ bước ra hóa thần cảnh, bước ra linh thần cảnh, thực lực rõ ràng đến địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Quả thực là kiểu như châu bò vô cùng. Nhưng, ngược lại, Diệp Thần Phong lại thích hoài. Hắn sớm tại trước đó cũng đã mở ra huyết mạch của mình. Hơn nữa hắn mở ra huyết mạch vô cùng cường đại. Theo thực lực của hắn tăng lên, người bên cạnh hắn cũng sẽ đạt được tăng lên, đặc biệt là con cái của hắn. Thực lực tăng lên rõ ràng nhất, chính là dựa vào đại thụ tốt hóng gió. Diệp Thần Phong rõ ràng chính là cái này ba tên tiểu gia hỏa đại thụ. Chương 2514, có muốn hay không khiến người ta sống? Diệp gia, lúc trước chỉ là thế tục giới gia tộc mà thôi. Cho nên, Diệp Thần Phong là Diệp gia cái thứ nhất mở ra huyết mạch người, phàm là cái thứ nhất mở ra huyết mạch người, đối với người bên cạnh hắn ảnh hưởng lớn nhất, đương nhiên tương lai theo Diệp gia con cháu không ngừng sinh sôi, huyết mạch của hắn đối những hậu nhân này ảnh hưởng cũng sẽ dần dần suy yếu, trừ phi hắn thật sự có thể bước vào vĩnh sinh cảnh. Mà như Ngô gia, Giang gia cùng Hà gia các gia tộc của bọn họ bên trong huyết mạch sớm đã bị tổ tiên mở ra rồi, Ngô Phong dỗi rảnh bọn hắn cũng không phải là nhà mình trong tộc huyết mạch mở ra người, cho nên liền tính thực lực của bọn họ mãnh liệt tăng lên, bọn hắn đối với mình vãn bối ảnh hưởng cũng phi thường tiểu nhân. Đương nhiên cho dù có những người này là gia tộc bên trong cái thứ nhất mở ra huyết mạch người, nếu như mở ra chỉ là loại kém huyết mạch, như vậy tự nhiên cũng thì không cách nào ảnh hưởng đến hậu bối được rồi. Ba ba, ba ba, ngươi lần trước nói rồi, các loại thực lực của chúng ta tăng lên tới địa thần cảnh, ngươi liền mang chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi không thể đủ làm một cái tên lừa gạt, bằng không chúng ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ôm lấy Diệp Thần Phong cái cổ Diệp Linh phồng lên miệng nói ra. Diệp Phàm cùng Diệp Phong cũng một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong. Vậy các ngươi muốn lúc nào ra ngoài? Diệp Thần Phong hỏi, Diệp Linh con ngươi sáng ngời, hiện tại, chúng ta bây giờ vừa muốn đi ra nhìn xem. Nhìn xem này ba tên tiểu gia hỏa mong đợi dáng dấp, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tiện cự tuyệt rồi, hắn bình thường bồi tiếp này ba tên tiểu gia hỏa thời gian vốn cũng không phải là rất nhiều, bây giờ cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng đang địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 rồi, lại nói chí ít hiện nay bên ngoài không có nguy hiểm. Xem ra yếu dò xét tra một chút tiểu thế giới biến hóa, chỉ có thể các loại hống xong này ba tên tiểu gia hỏa tiến hành nữa. Diệp Thần Phong lợi dụng truyền âm phương thức đối trong tiểu thế giới những người còn lại nói một câu, sau đó hắn liền đem Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh mang ra ngoài. Rời đi tiểu thế giới. Trở về trước đó trong phòng sau, Diệp Thần Phong nói ra, được rồi, nơi này chính là thế giới bên ngoài rồi, ba người các ngươi không nên chạy loạn khắp nơi. Này ba tên tiểu gia hỏa cực hạn thu liếm khí thế trên người.
Diệp Thần Phong sững sờ, ba người các ngươi thu lại khí tức làm gì? Diệp Phong âm thanh như trẻ đang bú nói ra, ba ba, tiểu gia gia nói chúng ta nhỏ như vậy có thực lực như vậy, tuyệt đối là không giống bình thường được rồi, nếu như về sau có thể đến bên ngoài đến, nói để cho chúng ta thu lại hảo khí thế, tại lúc cần thiết, tướng khí thế thả ra ngoài, tuyệt đối có thể dọa người khác nhảy một cái. Diệp Phong trong miệng tiểu gia gia tự nhiên là Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện rồi. Diệp Thần Phong là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn này tiểu thúc những khác không dạy này ba tên tiểu gia hỏa, một mực dạy bọn họ trang. B. Diệp Thần Phong dẫn Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh đi ra khỏi phòng, hắn dự định mang theo bọn hắn đi bộ một vòng sau, cũng một lần nữa để cho bọn họ tiến vào tiểu thế giới. Tại sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh từ Diệp Thần Phong trên người đi lên, tò mò quan sát bên ngoài thế giới bầu trời. Ngô Nhân, Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ vừa vặn về tới chỗ này trong sân, ba người bọn hắn vừa vặn mặc dù có thể tiến vào bên trong đại sảnh, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong, bọn hắn ở lại nơi đó cũng không có việc gì, cuối cùng rốt cục tìm một cái cớ rời khỏi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa sau. Ngô Nhân, Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ toàn bộ hơi sững sờ. Bởi cái này ba tên tiểu gia hỏa cực hạn thu lại khí tức, bọn hắn đối với mình khí tức khống chế tốt vô cùng. Thậm chí là liền một tia đều không có bên ngoài lộ ra, bởi chỉ là ba tên tiểu gia hỏa, Ngô Nhân đương nhiên sẽ không đi cảm ứng trên người bọn hắn hơi thở. Mới như thế thí điểm đại, hẳn là có thể khai sáng tu luyện. Lão tổ, này là con cái nhà ai? Ngô Nhân nghi ngờ hỏi. Bọn họ là con trai của ta cùng con gái. Diệp Thần Phong hồi đáp. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó Ngô Nhân, Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ không khỏi lần nữa sững sờ. Bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong từ nơi nào nhô ra hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi. Nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ, đoán chừng trước đó Diệp Phàm ba người là bị thần không biết quỷ không hay mang tới nơi này, cho nên ba người bọn hắn cũng là thích hoài. Nếu là Diệp Thần Phong hài tử, như vậy thiên phú cần phải cũng không yếu, Ngô Nhân nói ra, lão tổ, có hay không dẫn dắt bọn hắn tiến vào con đường tu luyện. Lấy tuổi tác của bọn họ ngược lại là miễn cưỡng có thể dẫn dắt bọn hắn tu luyện. Mập mạp Ngô Quỳ hắn đi tới ba tên tiểu gia hỏa trước mặt, nói ra, thật đáng yêu ba cái không điểm, có muốn hay không theo ta học hai chiêu. Ta nhưng là rất lợi hại. Ngô Nhân ngược lại cũng biết Ngô Quỳ cùng Diệp Thần Phong quan hệ không tệ, thấy Ngô Quỳ như thế, hắn cũng không có ngăn cản. Ngô Linh Vũ cũng càng xem càng yêu thích này ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi tên gọi là gì à? Chúng ta nhưng cũng là rất lợi hại, có muốn hay không dạy các ngươi đánh người xấu. Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ vốn cho là này ba tên tiểu gia hỏa rất dễ dụ lừa gạt. Nhưng ai biết Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ, này trang. B tuyệt đối cho mắc điểm AH, Diệp Thần Phong ở một bên thú vị nhìn xem tình cảnh này. Phải biết Ngô Quỳ chỉ có địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, mà địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 Ngô Linh Vũ. Người cũng chỉ là cùng này ba tên tiểu gia hỏa thực lực như thế. Diệp Linh chống nạnh, âm thanh như trẻ đang bú nói ra tên lừa đảo, các ngươi là tên lừa đảo, các ngươi căn bản không lợi hại, ta muốn cùng ngươi nhiều lần. Diệp Linh ánh mắt nhìn Ngô Linh Vũ, Diệp Phàm cùng Diệp Phong một mặt hối hận, Diệp Phàm nói ra, tiểu Linh, ngươi làm sao thanh một cái yếu lưu cho chúng ta. Này không công bằng, ai cho các ngươi chính mình không lựa chọn trước. Diệp Linh lộ ra đắc thắng nụ cười. Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ là gương mặt phiền muộn, hai người bọn họ lại bị ba cái giám hài rất khinh bỉ, cảm ứng một thoáng này ba cái giám hài thật khí thế, bọn hắn căn bản cảm giác không ra này ba cái giám hài khí thế trên người, nói cách khác đây chỉ là ba cái vẫn không có bước lên con đường tu luyện tiểu hài tử mà thôi. Ngươi muốn cùng hai chúng ta ở giữa ai so một lần? Diệp Phong nhìn xem Ngô Quỳ, để Ngô Quỳ khi hắn cùng Diệp Phàm trong lúc đó chọn một. Ngô Quỳ cười nói, hai người các ngươi có thể cùng đi. Mà một bên Diệp Linh, người ánh mắt nhìn Ngô Linh Vũ, ta sắp ra rồi. Ngô Linh Vũ càng thêm cảm thấy Diệp Linh đáng yêu, nhưng là rất nhanh khóe miệng nàng nụ cười liền đọng lại. Chỉ vì từ trên người Diệp Linh dĩ nhiên đột nhiên vọt lên địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 thật khí thế. Sát theo đó, Diệp Phàm cùng Diệp Phong cũng đem trong cơ thể địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 thật khí thế phóng thích ra ngoài. Diệp Phàm nhìn xem Ngô Quỳ âm thanh như trẻ đang bú nói ra, ngươi nhất định phải hai chúng ta một nổi công kích ngươi.
xác định cái giám a hát, Ngô Quỳ thật có một loại muốn chết kích động. Này, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Ba cái thí điểm lớn tiểu hài dĩ nhiên toàn bộ là địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 cường giả. Ngô Quỳ trong nháy mắt nín thở, đầu hắn bên trong là một mảnh trống không. Rốt cuộc muốn đừng cho người sống, không mang theo đánh như vậy kích người. Ngô Quỳ có một loại những năm này toàn bộ sống đến trên thân chó đi cảm giác. Hắn thậm chí muốn khóc. Chương 2515, hỗn độn thời đại linh dược. Ngô Nhân chỉnh tấm mặt mo cứng ngắc ở. Hắn luôn cảm giác sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng sẽ bị này ba cái thí điểm lớn tiểu hài cho vượt qua. Diệp Thần Phong châu bò như vậy vậy thì thôi. Làm sao Diệp Thần Phong này ba đứa hài tử, có một loại trò giỏi hơn thầy cảm giác. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh khí thế trên người hồn dày vô cùng, hoàn toàn không phải phổ thông địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 người tu luyện có thể so sánh được. Ngô Linh Vũ có một loại cảm giác, người không phải là này ba cái giám hài bên trong bất cứ người nào đối thủ. Người bỗng nhiên có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Ngô Quỳ sớm đã là ngây người như phỗng rồi, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng liền mấy cái tiểu thí hài cũng không sánh nổi. Mặt phì nộn thượng chen ra một đạo nụ cười, Ngô Quỳ nói ra, ta và các ngươi đùa giỡn đây. Ta làm sao có thể bắt nạt tiểu hài từ đâu này? Chờ các ngươi lớn rồi, ta lại cùng các ngươi luận bàn. Ngô Quỳ xác định chính mình chắc chắn sẽ không là Diệp Phàm cùng Diệp Phong đối thủ, vạn nhất được hai cái này tiểu thí hài đánh cho răng rơi đầy đất, đây cũng không phải là một chuyện đùa. Ba người các ngươi không nên ồn ào, ta mang bọn ngươi khắp nơi đi đi. Diệp Thần Phong cuối cùng mở miệng. Này ba tên tiểu gia hỏa vẫn là làm nghe Diệp Thần Phong lời nói, bọn hắn ngoan ngoãn đi trở về Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong mang theo này ba cái giám hài tại Long Hồn bên trong tòa thành cổ đi dạo một vòng, trở về Ngô gia ở tạm mặt sau. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh sự tình tại Ngô gia cùng Giang gia bên trong truyền ra. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên u oán nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong liền ngay cả hài tử đều đã có, hơn nữa vừa xuất hiện liền xuất hiện ba cái. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên ngược lại là làm yêu thích này ba tên tiểu gia hỏa, trước đó tại vừa vặn biết được này ba tên tiểu gia hỏa có địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7 thực lực lúc, hai người bọn họ cũng là chậm chạp chưa hoàn hồn lại, chớ nói chi là còn lại Ngô gia cùng người của Giang gia. Diệp Thần Phong để này ba tên tiểu gia hỏa gọi Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên vi sư công. Này ba tên tiểu gia hỏa biết điều gọi một tiếng, sư tổ. Này làm cho Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên là mỉm cười liên tục, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh công pháp tu luyện cũng là thần huyết quyết cùng ma thiên quyết bên trong một loại, bọn hắn tính cũng coi như là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên truyền nhân. Diệp Thần Phong đi bộ một vòng liền muốn đem này ba tên tiểu gia hỏa đưa vào bên trong tiểu thế giới, nhưng này ba tên tiểu gia hỏa không muốn tiến vào. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Thần Phong, để này ba tên tiểu gia hỏa ở lại bên ngoài, chúng ta sẽ chăm sóc bọn hắn. Yên tâm, tối thiểu gần nhất không sẽ có cái gì nguy hiểm, người đi giúp chuyện của chính mình đi. Diệp Thần Phong để Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nghe lời sau đó hắn về tới trong phòng của mình, lần nữa tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại đi tới tiểu thế giới sau. Diệp Thần Phong bắt đầu cảm ứng lên trong tiểu thế giới biến hóa. Rất nhanh. Hắn khẽ cau mày, tại tiểu thế giới tối mặt nam, hắn cảm thấy cực kỳ nồng nặc linh dược vị. Một giây sau, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại tiểu thế giới tối mặt nam. Chỉ thấy hai tôn lớn vô cùng hắc đỉnh khắc sâu vào trong tầm mắt của hắn, cái này hai tôn hắc đỉnh cực kỳ to lớn, hắc đỉnh độ cao có tới khoảng 2 mét. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được cái này hai tôn hắc đỉnh cũng không phải chế thuốc dùng lò thuốc. Cực kỳ nồng nặc linh dược vị là từ cái này hai tôn hắc đỉnh bên trong tản mát ra, chỉ thấy hắc đỉnh chung quanh linh thảo, đang không ngừng dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng sinh trưởng, chỉ sợ sẽ là nhận lấy này hắc đỉnh bên trong tung bay đi ra ngoài linh dược vị ảnh hưởng, trống trơn là một loại mùi vị liền có cỡ này sức ảnh hưởng. Cái này hai tôn hắc đỉnh hẳn là từ trong lòng đất dưới đất chui lên. Diệp Thần Phong có thể xem đến mặt đất thượng vỡ tan bùn đất. Ngoài ra, Diệp Thần Phong chợt thấy tại trong lòng đất chả khảm nạm một tấm bia đá. Tấm bia đá này toàn bộ được bùn đất cho che giấu, chỉ có một giác lộ ở bên ngoài, mơ hồ có thể phán đoán ra đây là một tấm bia đá.
không có vội vã đến xem hai tôn hắc đỉnh bộ nhớ thả là cái gì. Diệp Thần Phong đem khảm nạm tại trong bùn đất bia đá cho đào lên, chỉ thấy tấm bia đá này có dài hơn 1 mét, tại trên tấm bia đá có khắc một ít chữ thể, nhìn kỹ xuống, nguyên lai trên bia đá kiểu chữ là giới thiệu hắc đỉnh bên trong sự vật. Này hắc đỉnh bộ nhớ thả chính là hỗn độn thời đại linh dược. Hỗn độn nhẫn đời trước chủ nhân, tại hỗn độn thời đại tìm vô số linh thảo, cuối cùng đem các loại chân quý linh thảo điều chế thành linh dược. Mặc dù nói không có đem hắn luyện chế thành đan dược, thế nhưng hỗn độn trên mặt nhẫn một nhậm chủ nhân, hắn điều chế ra linh dược tuyệt đối không phổ thông. Mà luyện dược sư kỳ thực đều là dược sư diễn biến mà đến. Tại hỗn độn thời đại sơ kỳ vẫn không có luyện dược sư, có chỉ là dược sư mà thôi. Tuy nói luyện dược sư là dược sư sau khi cải tiến kết quả, nhưng nếu như là một tên đăng phong tạo cực dược sư, hắn phối trí đi ra ngoài linh dược không nhất định so với đan dược yếu. Căn cứ trên bia đá miêu tả, cái này hai tôn hắc đỉnh cũng không phải bình thường, có thể đem các loại linh thảo dược lực thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa phối chế thành linh dược linh thảo, đã sớm ở thời đại này tuyệt tích rồi, coi như là tại trước đó viễn cổ thời đại, chỉ sợ cũng không có phối chế loại linh dược này linh thảo rồi. Đây là một loại kích phát người tu luyện tiềm năng linh dược. Có thể thông qua kích phát người tu luyện tiềm năng, để người tu luyện trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực. Người tu luyện thiên phú càng cao, thông qua linh dược kích phát tiềm năng, bọn hắn đột phá thực lực cũng càng nhiều. Đương nhiên loại linh dược này đối thực lực thấp người tu luyện tác dụng càng gia tăng hơn. Dù sao thực lực càng đi lên, đột phá lên thì càng là khó khăn. Về phần thần đế cảnh cường giả, tuy nói cũng là có nhất định tác dụng, nhưng khẳng định tác dụng sẽ không quá mức rõ ràng. Liền giống với Diệp Thần Phong. Hắn bây giờ có mới vào đỉnh phong thực lực, thiên phú của hắn cùng tiềm lực nhất định là không cần phải nói, nhưng hắn tại loại linh dược này dưới sự kích thích, khi hắn tầng thứ này, chỉ sợ sẽ không đạt được tấn mãnh tăng lên. Dù sao tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong bước ra một cái tiểu tầng thứ, đây chính là phi thường không dễ dàng rồi. Hắn trình độ khó khăn. Có thể nói là so với từ thiên thần cảnh một tầng tăng lên tới thiên thần cảnh 7 tầng đều phải khó hơn rất nhiều lần. Xem xong rồi trên bia đá miêu tả sau. Diệp Thần Phong lâm vào ngắn ngủi trầm tư, hắn không biết nếu như mình phục dụng loại linh dược này, đến cùng còn có thể hay không thể lợi dụng tiềm năng kích phát, dùng này đến tăng cao thực lực. Nhưng loại linh dược này hẳn là rất kiểu như châu bò. Bằng không cũng sẽ không đợi được thời điểm này mới xuất hiện. Diệp Thần Phong thân thể đạp không mà lên, đi tới hắc đỉnh khẩu, hắn nhìn thấy hai tôn hắc đỉnh bên trong là tràn đầy màu đen linh dược. Loại linh dược này như là bùn đất. Căn cứ bia đá miêu tả thượng nói tới. Người tu luyện chỉ cần dùng một ít viên, là có thể đưa đến kích phát tiềm lực tác dụng. Cái này hai tôn hắc đỉnh bên trong linh dược có thể chế tác thành rất nhiều viên thuốc đi. Từng trận nồng nặc vô cùng mùi thuốc chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Hắn có thể từ linh dược này bên trong cảm giác được vô cùng to lớn linh khí. Đang suy nghĩ mấy giây sau, Diệp Thần Phong quyết định dùng một viên thử một lần hiệu quả. Chương 2516, siêu nghiêu B, cực cảnh đỉnh phong. Trên bia đá sáng tỏ đã cảnh cáo rồi. Phổ thông người tu luyện chỉ có thể dùng một viên, nếu như dùng hai viên lời nói, trong đó kích phát lực rất có thể sẽ đem người tu luyện thân thể cho trực tiếp căng nứt. Đương nhiên nếu như là thực lực đến thần tôn cảnh đỉnh phong, có thể thử nghiệm dùng hai viên, nhưng dùng hai viên cũng đã là cực hạn rồi. Diệp Thần Phong dùng hắc đỉnh bên trong linh dược chế tác thành hai viên thuốc. Hắn không có lựa chọn sử dụng đồng thời hai viên, mà là thử nghiệm tính trước tiên dùng một viên. Đang uống một viên loại này hỗn độn thời đại linh dược sau. Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Linh dược khi tiến vào trong miệng sau đó rất nhanh biến thành nhất cổ dịch. Thể, theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng, tại linh dược tiến vào bụng bên trong sau, khởi điểm Diệp Thần Phong cũng không hề quá cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thụ dạ dày động tĩnh bên trong, theo thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, hắn trong dạ dày đột nhiên có mạnh mẽ linh khí bốc hơi mà lên, dường như muốn đưa hắn dạ dày cho nổ tung bình thường làm cho hắn trong nháy mắt cắn chặt răng răng. Trong dạ dày phảng phất đang bị dao găm sắc bén một đao tiếp một đao cắt. Một loại cực hạn quặn đau để thân thể của hắn có chút rung động. Khi hắn trong dạ dày bốc hơi lên mạnh mẽ linh khí,
rất nhanh hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn Mạn Duyên Nhi đi rồi. Mang theo nhất cổ phá hủy tính đau nhức, Diệp Thần Phong toàn thân không ngừng toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, trên trán một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ngũ tạng lục phủ tại mạnh mẽ linh khí lan tràn dưới, phảng phất là như cùng ở tại được một loại cực hạn hỏa diễm thiêu nướng. Nhưng, Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của hắn chỉ là trầm luân tại một loại đau nhức bên trong, mà không có chịu đến bất kỳ một tia tính thực chất thương tổn. Chỉ là này loại cảm giác thống khổ đang không ngừng tăng cường, không ngừng tăng cường. Cũng còn tốt, Diệp Thần Phong năng lực chịu đựng khác hẳn với người thường. Hắn có thể đủ từng bước một đi cho tới bây giờ, hắn đã trải qua quá nhiều thống khổ. Kèm theo thời gian trôi qua, ngũ tạng lục phủ thượng đau nhức đang chậm rãi đình chỉ, còn không chờ Diệp Thần Phong thở ra một hơi, này cổ cường đại linh khí hướng về Diệp Thần Phong xương cốt toàn thân Mạn Duyên Nhi đi. Hắn xương cốt toàn thân trong nháy mắt có một loại được ép thành phấn vụn thống khổ cảm giác. Lông mày của hắn nhíu thật chặt, tại mạnh mẽ linh khí phảng phất tại nát tan hắn cả người xương cốt thời điểm. Này cổ cường đại linh khí cũng đang chậm chậm tiến vào Diệp Thần Phong toàn thân mỗi cái huyệt vị bên trong. Trên bia đá có giới thiệu qua, loại này kích phát người tu luyện tiềm năng, dùng này đến đột phá thực lực phương pháp, là lấy dược lực rèn luyện ngũ tạng cùng xương cốt, tại do dược lực tiến vào người tu luyện khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả huyệt vị bên trong, thông qua kích phát mỗi cái huyệt vị bên trong ẩn tại năng lượng, dùng này đến đem giấu giếm ở trong người tiềm lực cho kích phát đi ra. Diệp Thần Phong rất nhanh phát hiện, linh khí chỉ tiến vào toàn thân hắn gần một nửa huyệt vị bên trong, liền cũng không còn linh khí hướng về hắn còn lại huyệt vị bên trong hội tụ. Nhìn tới, lấy thể chất của hắn nhất định muốn dùng viên thứ hai rồi. Không chút do dự nào, tại Diệp Thần Phong phục dụng viên thứ hai sau đó lại trải qua một lần ngũ tạng cùng xương cốt thống khổ rèn luyện, cuối cùng rốt cuộc lại có linh khí tại hội tụ đến thân thể hắn huyệt vị chi bên trong. Có thể nhường cho Diệp Thần Phong nghi ngờ là, này viên thứ hai cũng chỉ là lấp đầy gần một nửa huyệt vị, còn có cuối cùng gần một nửa huyệt vị nhưng vẫn là không có linh khí tụ hợp vào tiến vào. Chẳng lẽ còn yếu dùng viên thứ ba? Hay là liền hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân cũng không nghĩ tới, bởi vì thật sự là Diệp Thần Phong thể chất quá cường đại, trong cơ thể hắn có khổng lồ tiềm năng. Diệp Thần Phong bàn tay vung lên, từ hắc đỉnh bên trong bay ra một viên thuốc. Cuối cùng vững vàng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Viên thứ ba nuốt vào bụng bên trong. Đồng dạng là đã trải qua ngũ tạng cùng xương cốt rèn luyện, cuối cùng còn lại gần một nửa huyệt vị, rốt cục được linh khí cho lấp đầy. Tại Diệp Thần Phong toàn thân huyệt vị toàn bộ bị lấp đầy sau. Tại toàn thân hắn huyệt vị bên trong tản ra một tia kim quang nhàn nhạt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác toàn thân huyệt vị thượng có một loại không ngừng được châm đâm cảm giác đau đớn. Theo cái cảm giác này càng phát kịch liệt, Diệp Thần Phong trên người linh khí bắt đầu không ổn định lên, từng tầng không ổn định thật khí thế, từ bên trong thân thể của hắn tản ra. Hắn không gian chung quanh bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng. Mới vào đỉnh phong khí thế nhanh chóng đi lên tăng vọt, ngăn trở lại thực lực của hắn đột phá bình cảnh, tại một lần lại một lần được sức mạnh xung kích. Đột nhiên trong lúc đó, một loại rộng rãi sáng sủa tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể lan tràn. Bình cảnh được giải khai, hắn từ mới vào đỉnh phong khóa nhập tiểu viên mãn đỉnh phong. Nhưng mà, đột phá còn chưa kết thúc, Diệp Thần Phong toàn thân huyệt vị bên trong tán phát kim quang càng thêm thịnh vượng. Hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, có một loại thế như trẻ tre vui sướng. Hắn không gian chung quanh cực hạn vặn vẹo lên, như cơn lốc linh khí từ bên trong thân thể của hắn tràn ra ngoài. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn rõ ràng khóa nhập đại viên mãn đỉnh phong. Tại bước vào đại viên mãn đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong đột phá dừng lại. Nhưng Diệp Thần Phong tại cảm giác được như này sau khi đột phá, hắn muốn thử có thể hay không trực tiếp đột phá đến cực cảnh đỉnh phong. Dù sao dùng linh dược cơ hội chỉ có một lần, lần sau dường như lại dùng lời nói tựu không có hiệu quả. Mắt thấy toàn thân huyệt vị bên trong kim quang tại càng ngày càng mờ rồi. Diệp Thần Phong liều lĩnh đem linh khí của mình hướng về toàn thân huyệt vị bên trong hội tụ, để linh khí của mình thúc đẩy huyệt vị bên trong kim quang một lần nữa lóng lánh lên. Diệp Thần Phong không ngừng hướng về toàn thân huyệt vị bên trong truyền vào linh khí. Nhưng hắn không chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Một ngày đi qua rồi, hai ngày trôi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Thần Phong trọn vẹn hướng về toàn thân huyệt vị bên trong liên tục rót vào ba ngày linh khí, cả người hắn sắc mặt tái nhợt.
bên trong thân thể có một loại kiệt lực cảm giác. Lấy linh khí của mình truyền vào toàn thân huyệt vị bên trong, đây là một loại càng thêm cảm giác thống khổ. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể lảo đảo rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong toàn thân tất cả huyệt vị bên trong hào quang màu vàng lần thứ hai lóng lánh tỏa ra, lần này so với lúc trước hai lần ánh sáng đều phải chói mắt. Oanh! Một tiếng, Diệp Thần Phong bốn phía không gian xuất hiện từng đạo màu đen vết xước. Hắn khí thế trên người nhanh chóng tăng vọt, không ngừng tăng vọt. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng trùng kích ngăn trở lại hắn đột phá bình cảnh. Mỗ trong nháy mắt, khí thế ổn định ở một cái cao độ toàn mới. Diệp Thần Phong thật sự từ đại viên mãn đỉnh phong khóa nhập cực cảnh đỉnh phong. Đang đột phá đến cực cảnh đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong không lại hướng về huyệt vị bên trong liên tục truyền vào linh khí, toàn thân hắn tất cả huyệt vị bên trong hào quang màu vàng, bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm, thẳng đến cuối cùng là hoàn toàn biến mất rồi. Phục dụng 3 viên hỗn độn thời đại linh dược, thừa thế xông lên từ mới vào đỉnh phong tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong. Chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Phải biết Diệp Thần Phong nguyên bản vốn đã là mới vào đỉnh phong cường giả rồi, như hắn như vậy thực lực người, coi như là tiềm lực như thế nào đi nữa khổng lồ, tăng lên đến đại viên mãn đỉnh phong, cũng đã là vậy là đủ rồi không nổi được rồi. Nhưng hắn nhưng cố đem thực lực tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong. Chương 2517, tranh nhau gọi lão tổ. Cảm thụ trong cơ thể thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong cực cảnh đỉnh phong khí tức cường đại. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên nụ cười. Tại thực lực tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong sau, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ trước tiên vừa bước một bước vào thần đế cảnh, bây giờ cơ thể hắn cường độ đủ để so với thần đế cảnh trung kỳ cường giả, đây tuyệt đối là đáng quý. Có thể nói nhục thân cường độ tại bước vào thần đế cảnh trung kỳ sau. Cho dù hắn trong gân mạch linh khí dòng sông bị hạn chế ở, trống trơn là hắn nhục thân bên trong sức mạnh cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần Phong không nghĩ tới mình có thể một lần đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, này hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Cực cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần đế cảnh chỉ có cách xa một bước rồi, có thể nói thực lực tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói quả thực là quá đúng lúc rồi, chẳng mấy chốc sẽ cùng Hà gia đối mặt, hắn nhất định phải chỉ có thể là đem thực lực tăng lên, ai biết Hà không thắng tu vi đến cùng tại cái gì tầng thứ. Diệp Thần Phong khí chất trên người lần thứ hai xảy ra thay đổi, cả người nhìn qua càng thêm phiêu giật rồi, khí tức trên người hoàn toàn tự chủ nội liếm, nếu như hắn không chính mình thả ra khí tức, e sợ thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, bây giờ cũng không cách nào cảm giác được thực lực của hắn rồi. Đang đột phá đến cực cảnh đỉnh phong sau, bên trong tiểu thế giới lại khuếch trương lớn hơn không ít, trong không khí linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Hai tôn hắc đỉnh bên trong chả có nhiều như vậy linh dược đây. Cho bên trong tiểu thế giới người dùng, căn bản dùng không được bao nhiêu, hắn tiến vào tiểu thế giới cũng có vài ngày thời gian rồi. Hắn là thời điểm đi bên ngoài nhìn xem tình huống, về phần tiểu thế giới còn lại biến hóa, các loại sau sẽ chậm rãi tra xét. Dù sao lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên Diệt Hà không thắng một đạo phân thân, ai biết Hà không thắng hội áp dụng cái gì dạng hành động. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa một mực tại bên ngoài đây. Cũng không biết này ba tên tiểu gia hỏa có hay không ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Thần Phong lập tức rời khỏi tiểu thế giới. Mà mấy ngày nay, tại Diệp Thần Phong từ mới vào đỉnh phong một mực đột phá đến cực cảnh đỉnh phong thời điểm. Bởi huyết mạch ảnh hưởng, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh ba người bọn hắn kèm theo Diệp Thần Phong tăng lên, thực lực của bọn họ cũng tự chủ nâng lên thăng lên. Tại trong mấy ngày này, có lúc này ba tên tiểu gia hỏa tại chơi đùa. Ngô gia cùng Giang gia người đối tên tiểu tử này toàn bộ thật tò mò. Có thể nhìn này ba tên tiểu gia hỏa chơi đùa, khí thế trên người lại đột nhiên tăng vọt, tùy tiện liền không giải thích được tăng cao thực lực rồi. Hơn nữa là liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, này làm cho Ngô gia cùng Giang gia người hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Tại Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến cực cảnh đỉnh phong thời điểm. Cái này ba tên tiểu gia hỏa từ địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Như thế thí điểm lớn thiên thần cảnh cường giả, này làm cho Ngô gia cùng Giang gia thiên tài là liên tục cười khổ. Mà Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tự nhiên là biết, nhất định là Diệp Thần Phong thực lực lại được tăng lên, chỉ là bọn hắn không biết Diệp Thần Phong tăng lên tới cái gì tầng thứ. Ngô gia ở tạm trong đất một mảnh trống trải trên sân bãi.
Ngô gia cùng Giang gia người toàn bộ tập trung đến nơi này, bây giờ lục đại lánh đời tông môn còn lại mấy cái tông môn toàn bộ không ra thể thống gì rồi, Ngô gia cùng Giang gia ở nơi này tính là không có đối thủ rồi. Mấy ngày nay, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên để Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương liên hệ Ngô gia tổng bộ cùng Giang gia người của tổng bộ, để trong tổng bộ lão tổ toàn bộ tập trung tới nơi này. Nguyên bản lưu thủ tại Ngô gia tổng bộ cùng Giang gia tổng bộ lão tổ, bọn hắn tại đi tới Long Hồn Cổ Thành, nhìn thấy Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sau đó bọn hắn từng cái cũng là kích động không thôi. Đương nhiên phải ve sầu phát sinh ở Long Hồn Cổ Thành sự tình sau, bọn hắn từng cái toàn bộ là hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là nghe nói bọn hắn nhiều hơn một người tuổi còn trẻ kỳ cục lão tổ, hơn nữa người lão tổ này thậm chí có mới vào đỉnh phong thực lực, này khiến những này chưa từng thấy Diệp Thần Phong Ngô gia lão tổ cùng Giang gia lão tổ, trong lòng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mấy ngày nay, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đám người toàn bộ đang thương thảo đối phó Hà gia sự tình Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh ở mảnh này trống trải trên sân bãi truy đuổi. Diệp Thần Phong rời đi tiểu thế giới, đi xuất gian phòng của mình sau, hắn lập tức cảm ứng một thoáng khí tức, hắn cũng hướng về này mảnh sân bãi đi tới. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn lập tức ba ba, ba ba. Hô lên, trong lúc nhất thời, những kia chưa từng thấy Diệp Thần Phong Ngô gia lão tổ cùng Giang gia lão tổ, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn biết này ba cái phụ thân của tiểu gia hỏa, chính là vị kia trẻ tuổi kỳ cục lão tổ rồi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong tướng mạo, cảm nhận được Diệp Thần Phong trẻ tuổi khí tức sau, những lão tổ này sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Bọn hắn duy nhất không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực hôm nay. Liền ngay cả Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên con mắt cũng híp lại, bởi vì liền ngay cả hai người bọn họ thần đế cảnh cường giả, rõ ràng cũng không cách nào cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực. Ngô gia chi mạch lão tổ Ngô Nhân, hắn được phá cách đề thăng làm trong tổng bộ lão tổ rồi. Mấy ngày nay hắn là rất vui vẻ. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó hắn cái thứ nhất từ trong đám người đi ra, một mực cung kính đón nhận Diệp Thần Phong, hô, lão tổ. Những kia lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong Ngô gia lão tổ cùng Giang gia lão tổ, bọn hắn nhìn thấy Ngô Nhân loại thái độ này sau đó bọn hắn từng cái là xì mũi coi thường, dù sao Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi a hát. Để cho bọn họ gọi Diệp Thần Phong một tiếng lão tổ đã có chút lúng túng. Bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không như Ngô Nhân như vậy dán đi lên. Diệp Thần Phong đối với Ngô Nhân gật gật đầu, trong tay hắn lập tức xuất hiện một viên hỗn độn thời đại linh dược, nuốt xuống, đối với người mới có lợi. Ngô Nhân nghe vậy, hắn chỉ là do dự một chút, hắn nhận lấy viên này linh dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lập tức ngồi xếp bằng điều tức, người nên có thể tăng lên một chút thực lực. Diệp Thần Phong nói ra, Ngô Nhân lập tức ngồi xếp bằng, từ từ. Hắn rốt cuộc cảm thấy thân biến hóa trong cơ thể, trên mặt hắn bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, theo thời gian trôi đi, hắn khí thế trên người dâng lên, từ thần tôn cảnh sơ kỳ trực tiếp khóa nhập thần tôn cảnh trung kỳ. Chỉ là một hội thời gian, liền từ thần tôn cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Ngô Nhân cảm thụ trong cơ thể khí thế, hắn có chút nhi chưa hoàn hồn lại. Đột phá thực lực chỉ đơn giản như vậy, tuy rằng vừa vặn là thống khổ một điểm. Hắn tại sau khi tính hồn lại, kích động cả người run rẩy, phải biết nếu để cho chính hắn đột phá, đoán chừng hắn yếu đột phá đến thần tôn cảnh trung kỳ, còn cần mấy trăm năm thời gian. Từ mặt đất thượng sau khi đứng dậy, Ngô Nhân hung hăng cho Diệp Thần Phong cúc cung, cảm tạ lão tổ ban thưởng, cảm tạ lão tổ ngài ban thưởng. Ở đây những người còn lại nhìn thấy Diệp Thần Phong cho Ngô Nhân nhất viên thuốc, Ngô Nhân liền từ thần tôn cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Hơn nữa khí thế là như vậy hùng hậu. Hết thảy Ngô gia cùng Giang gia lão tổ, toàn bộ ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngô Viêm bái kiến lão tổ. Ngô An bái kiến lão tổ. Giang Trúc bái kiến lão tổ. Những Ngô gia đó cùng Giang gia bên trong chưa từng thấy Diệp Thần Phong lão tổ, bọn hắn từng cái hướng về Diệp Thần Phong vào tới, âm thanh cuồng nhiệt hô. Từng tiếng lão tổ không ngừng vang vọng ở trong không khí. Những lão tổ này vừa vặn chả cảm thấy gọi Diệp Thần Phong lão tổ đã đủ lúng túng rồi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dán đi lên, bây giờ là tình huống thế nào? Những lão đầu này tiết, thao đầu này. Chương 2518, thần nguyên giới, thần môn mở. Cãi nhau như cái gì lời nói? Các ngươi nhưng cũng là thần tôn cảnh tu vi người. Ngô Thừa Nhan quát lớn,
mỗi một người đều cho ta ngậm miệng. Giang Thắng Lương cũng quát lên. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương dù sao cũng là nguyên lai Ngô gia cùng Giang gia bên trong thực lực mạnh nhất lão tổ, bọn hắn vẫn có uy nghiêm tồn tại. Tại hai người bọn họ quát tháo dưới, Ngô gia cùng Giang gia còn lại lão tổ quả nhiên là yên tĩnh lại. Hai người bọn họ thấy thế nhưng là bước nhanh đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính cho Diệp Thần Phong cúc cung, đồng thời hô, lão tổ. Còn lại Ngô gia cùng Giang gia lão tổ nhìn thấy Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương làm vẻ ta đây, bọn hắn ở trong lòng điên cuồng mắng. Mẹ, hai cái này lão đầu thực sự cũng quá đê tiện vô sỉ. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt cực cảnh đỉnh phong Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, phàm là thực lực đến thần tôn cảnh đỉnh phong là có thể dùng hai viên hỗn độn thời đại linh dược rồi, Diệp Thần Phong có thể dùng ba viên, hoàn toàn thuộc về một loại trường hợp đặc biệt. Nếu như cho Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương dùng ba viên, e sợ đối hai người kia chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Diệp Thần Phong phân biệt cho Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương hai viên linh dược, nói ra, hai người các ngươi thực lực đã đến cực cảnh đỉnh phong, e sợ loại linh dược này đối với các ngươi tác dụng sẽ không quá lớn, các ngươi yếu có chuẩn bị tâm tư. Tiếp nhận linh dược Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương gật đầu liên tục, bọn hắn cũng lập tức đem hai viên linh dược nuốt vào trong bụng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương. Bọn hắn cũng từ từ bắt đầu cảm thấy thân biến hóa trong cơ thể, một loại cực kỳ thần sắc thống khổ tại hai người bọn họ trên mặt hiện lên. Đã trải qua rèn luyện ngũ tạng cùng xương cốt, linh dược bên trong sức mạnh dần dần rót vào đầy toàn thân bọn họ hết thảy huyệt vị. Hai người bọn họ khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Đến cuối cùng vẫn không có thể đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng bọn họ bây giờ khí thế lại đã vượt qua cực cảnh đỉnh phong, có thể nói bọn họ là đã tới nửa bước thần đế tầng thứ. Nửa bước thần đế tuyệt đối là muốn so cực cảnh cường giả đỉnh cao kiểu như châu bò hơn nhiều. Nếu như dựa vào Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương chính mình, bọn hắn yếu đột phá đến nửa bước thần đế, cái này xen vào cực cảnh đỉnh phong cùng thần đế cảnh ở giữa tầng thứ, e sợ yêu cầu 500 năm trở lên, thậm chí là 1000 năm khoảng chừng. Tại cực cảnh đỉnh phong có thể thông qua linh dược kích phát tiềm có thể đột phá đến nửa bước thần đế, đây đối với Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương tới nói đã là cực kỳ tốt rồi. Cảm thụ trong cơ thể nửa bước thần đế khí tức, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng là hung hăng cho Diệp Thần Phong cúc cung, bọn hắn đối Diệp Thần Phong vị lão tổ này là phục sát đất rồi. Nhìn xem còn lại nóng lòng muốn thử Ngô gia cùng Giang gia người, hai tôn hắc đỉnh bên trong linh dược chả có rất nhiều. Cho dù cho nơi này tất cả mọi người dùng, còn có thể còn lại xuống rất nhiều, đầy đủ cho bên trong tiểu thế giới những người còn lại phục dụng. Từng cái đến, phàm là người ở chỗ này đều có phần. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, cảm tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, những Ngô gia đó cùng Giang gia bên trong lão tổ, bọn hắn hiện tại gọi Diệp Thần Phong vì lão tổ là muốn có bao nhiêu thuận miệng liền có nhiều thuận miệng rồi. Đem linh dược từng cái cho ở đây Ngô gia cùng Giang gia người, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ đám người tự nhiên cũng là có phần. Về phần Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh không đợi Diệp Thần Phong cho bọn họ. Ba người bọn hắn liền tha thiết mong chờ nhìn qua Diệp Thần Phong rồi. Thế là Diệp Thần Phong cũng cho bọn họ phục dụng linh dược, dù sao tuổi bọn họ rất nhỏ, thực lực cũng không tính cao, tiềm lực của bọn hắn nhất định là cực kỳ xuất chúng. Căn bản cũng không cần đoán, dùng linh dược sau, ba người bọn hắn thực lực khẳng định lại sẽ có không ít tăng lên. Tất cả mọi người đang uống linh dược rồi. Diệp Thần Phong đi tới Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bên cạnh, đây là một loại hỗn độn thời đại linh dược, đối thần đế cảnh bên dưới người tu luyện có rõ rệt tác dụng, đối thần đế cảnh cường giả tác dụng cũng rất nhỏ rồi. Sư phụ, mặc kệ đối với các ngươi có bao nhiêu tác dụng, các ngươi cũng thử một lần đi. Diệp Thần Phong cầm một phần linh dược cho Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tự nhiên không có cùng Diệp Thần Phong lập dị cùng khách khí, bọn hắn bồi bạn Diệp Thần Phong một đường trưởng thành, một đường đi tới hôm nay, bọn hắn coi Diệp Thần Phong là làm đồ đệ của mình, cho rằng vãn bối của mình đối xử. Bất quá, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên không có lập tức dùng. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Thần Phong, ngươi nên cũng nhìn thấy trên bầu trời biến hóa đi nha. Ta chính là muốn hỏi đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần Phong trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, khi hắn bước ra tiểu thế giới, đi xuất gian phòng của mình lúc, hắn liền chú ý tới bây giờ bầu trời,
chỉ thấy chỉnh phiến thiên không là phá thành mảnh nhỏ cảm giác, phảng phất là một mặt rớt bể tấm gương, trên bầu trời che kín từng cái vết rạn nứt. Ngô Phong dỗi rảnh liếc mắt nhìn Ngô Thừa Nhan, người tới cho Thần Phong giải thích một chút. Ngô Thừa Nhan lập tức nói ra, lão tổ ngài có chỗ không biết, năm đó Hà Gia Liên Hợp còn lại cường giả cách trở ra một mảnh linh khí nồng nặc nhất, các loại tài nguyên phong phú nhất tiểu thế giới. Chúng ta người nơi này không cách nào đi hướng nơi đó nguyên vốn cũng là cùng chúng ta nơi này dính liền nhau, chúng ta thanh nơi đó xưng là thần nguyên giới. Năm đó bọn họ là mạnh mẽ cách trở đã xuất thần nguyên giới, cách trở lực lượng tự nhiên sẽ theo thời gian càng ngày càng yếu, bây giờ cách trở thông đạo tại không ổn định rồi, tại gần nhất e sợ đi về thần nguyên giới thần môn liền sẽ một lần nữa mở ra, đến lúc đó chúng ta người nơi này có thể thuận lợi đến thần nguyên giới. Mà thần nguyên giới người cũng có thể thuận lợi đi vào chúng ta nơi này. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, chẳng lẽ nói đi về thần nguyên giới thần môn chính là cái này trên bầu trời. Ngô Thừa Nhan gật đầu nói, lão tổ, ngài đoán rất đúng, thần môn xác thực hay là tại trên bầu trời, bây giờ thần môn đã tại mở ra chi bên trong. Ngoài ra, Ngô Thừa Nhan bọn hắn đối thần nguyên giới hiểu rõ cũng là rất ít. Tại Ngô Thừa Nhan cho Diệp Thần Phong chậm rãi giới thiệu thần nguyên giới thời điểm. Những kia phục dụng hỗn độn thời đại linh dược người, thực lực của bọn họ cũng bắt đầu có sự khác biệt trình độ đột phá, phàm là thực lực đột phá người, bọn hắn toàn bộ là một mực cung kính cúc cung cảm tạ Diệp Thần Phong. Có thể nói, lần này là Diệp Thần Phong lấy sức một người để Ngô gia cùng Giang gia người toàn bộ thực lực tăng lên. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh thực lực mới tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 2 sơ kỳ không bao lâu, nhưng ở linh dược kích phát sau đó bọn hắn khí thế trên người lại liên tục tăng lên. Thiên thần cảnh tầng 2 trung kỳ, tầng 2 hậu kỳ, tầng 2 đỉnh phong, thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ, tầng 3 trung kỳ, tầng 3 hậu kỳ, tầng 3 đỉnh phong, thiên thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, 4 tầng trung kỳ, 4 tầng hậu kỳ, 4 tầng đỉnh phong, cuối cùng. Này ba cái giám hài thực lực ổn định ở thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Nguyên bản lấy tiềm lực của bọn hắn vẫn có thể lên trên nữa đột phá một chút, chỉ là bọn hắn chế trụ, bọn hắn gần nhất liên tục đột phá nhiều lắm, bọn hắn còn nhỏ tuổi đã biết dục tốc thì bất đạt rồi. Ba cái thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ tiểu thí hài. Diệp Thần Phong nhìn cũng là không tự chủ thở dài, lúc trước hắn bước vào thiên thần cảnh nhưng là phí không ít thời gian. Lúc nào thiên thần cảnh trở nên không đáng giá như vậy? Ba cái giám hài dễ dàng liền bước vào đã tới thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Kỳ thực này còn phải yếu may mắn mà có bọn hắn nắm giữ một cái như thế kiểu như châu bò phụ thân Diệp Thần Phong. Chương 2519, Quỷ Vân Hang Động. Đang lợi dụng hỗn độn thời đại linh dược, đem ở đây tất cả mọi người thực lực tăng lên một lần sau. Những Ngô gia đó cùng Giang gia lão tổ đối Diệp Thần Phong là rất cung kính. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên trước sau cảm giác không ra Diệp Thần Phong bây giờ cụ thể thực lực. Bất quá, trước đó Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa thực lực không hiểu ra sao liền được tăng lên, bọn hắn có thể nhất định là Diệp Thần Phong tăng cao thực lực mang đến, chỉ là nguyên bản mới vào đỉnh phong Diệp Thần Phong, bây giờ tăng lên tới thực lực gì. Tiểu tử, tại trước mặt chúng ta chả giấu giấu giếm giếm. Người bây giờ đến tu vi gì? Giang Vận Thiên trước sau cảm giác không ra Diệp Thần Phong thật khí thế sau, hắn tức giận hỏi. Diệp Thần Phong không là cố ý thu lại khí thế, chỉ là tại đột phá đến cực cảnh đỉnh phong sau đó khí thế của hắn tự nhiên hình thành một loại nội liễm trạng thái, liền ngay cả thần đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng không cách nào cảm giác được trong cơ thể hắn khí thế. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức đem trong cơ thể mình khí thế phóng ra ngoài. Một cổ cường đại mà lại khí tức kinh khủng ở trong không khí nhanh chóng lan tràn, này làm cho một bên Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương biến sắc mặt. Đây rõ ràng đã là cực cảnh đỉnh phong khí thế, hơn nữa Diệp Thần Phong thật khí thế hồn dày vô cùng, không phải còn lại cực cảnh cường giả đỉnh cao thật khí thế có thể so sánh được. Phải biết Diệp Thần Phong mới đột phá đến mới vào đỉnh phong bao lâu. Bây giờ lại đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bỏ ra hơn 4.000 năm. Mới từ mới vào đỉnh phong bước vào cực cảnh đỉnh phong, hơn nữa cuối cùng vẫn là Diệp Thần Phong giúp trợ giúp bọn hắn đột phá, nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, như vậy chỉ sợ bọn họ bước vào cực cảnh đỉnh phong thời gian còn muốn dài. Cái gì cái gọi là thực lực đột phá bình cảnh, tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản không tồn tại a hát. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thở dài. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra,
liền biết ngươi tên tiểu tử này đột phá tầng thứ sẽ không thiếu rồi, không nghĩ tới ngươi lại một hơi đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, e sợ không tốn thời gian dài, ngươi là có thể bước vào thần đế cảnh rồi. Ở đây tuy rằng có nhiều người như vậy phục dụng hỗn độn thời đại linh dược, thế nhưng Diệp Thần Phong thu hoạch có thể nói là lớn nhất, dù sao hắn nhưng là từ mới vào đỉnh phong, bước vào cực cảnh đỉnh phong. Trong đám người Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong con ngươi xinh đẹp tránh qua lờ mờ vẻ, các nàng biết muốn đuổi tới Diệp Thần Phong, đoán chừng đời này cũng không khả năng rồi. Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ bỗng nhiên cảm giác mình quá nhỏ bé, bọn họ là vĩnh viễn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Diệp Thần Phong rồi. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhìn xem phá thành mảnh nhỏ bầu trời, bây giờ khoảng cách cửa thần mở ra tháng ngày sẽ không quá lâu, bọn hắn dự định bế quan vài ngày thời gian, dù sao hai người bọn họ ngưng tụ nhục thân không lâu, bọn hắn yêu cầu hoàn toàn điều chỉnh một chút thân thể. Hai chúng ta muốn đi vào bế quan trạng thái, mấy ngày nay các ngươi ở lại Long Hồn Cổ Thành, chờ chúng ta xuất quan thời điểm, gần như chính là cửa thần mở ra lúc, đến lúc đó chúng ta liền đi hướng về thần nguyên giới. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Giang Vận Thiên vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, đối với những người còn lại nói ra, khoảng thời gian này, các ngươi tất cả toàn bộ nghe theo tiểu tử này, nếu như yếu luyện chế đan dược gì, chính các ngươi chuẩn bị xong linh thảo, cũng có thể tìm tiểu tử này, đương nhiên cấp bậc cũng quá thấp đan dược liền tìm người khác đi luyện chế đi. Thấy không ít Ngô gia cùng người Giang gia nghi hoặc, Ngô Thừa Nhan vội vàng đứng ra để giải thích. Dù sao lúc trước tất cả mọi người tưởng rằng hắn đột phá đến chí tôn luyện dược sư. Các vị, kỳ thực ta không có đột phá đến chí tôn luyện dược sư, ban đầu là Diệp Lão Tổ đột phá đến chí tôn luyện dược sư, cho nên Diệp Lão Tổ cũng là một vị thứ thiệt chí tôn luyện dược sư. Ngô Thừa Nhan sục sôi nói, lời này vừa nói ra, Ngô gia cùng Giang gia người lần thứ hai sôi trào. Giang Vận Thiên cười ha hả nói, tiểu tử này vẫn là bát phẩm luyện khí sư. Hắn luyện khí trình độ cũng không tệ. Diệp Thần Phong nói ra, trước đó vậy ở tiên khí khốn thiên tù trong đất thời điểm, ta cũng không nhỏ tâm đột phá đến cửu phẩm luyện khí sư, chuyện này một mực đã quên nói. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Giang Vận Thiên cười mắng, ngươi tiểu tử này. Lúc này, liền ngay cả Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng sững sờ rồi, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong vẫn là luyện khí sư. Bọn hắn vẫn cho là Diệp Thần Phong bước lên chế thuốc một đường, tự không khả năng bước lên luyện khí một đường, hơn nữa Diệp Thần Phong thực lực chả mạnh mẽ như vậy. Nhưng kết quả, Diệp Thần Phong lại còn là luyện khí sư. Rõ ràng tại trước đó cùng Hà Không Thắng trong chiến đấu, chả không cẩn thận đột phá đến cửu phẩm. Giang Thắng Lương rất nhớ nói cũng cho ta đến mấy lần không cẩn thận đi. Về phần Diệp Thần Phong vẫn là phù sư sự tình. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên chẳng thèm nói rồi. Hai người bọn họ được Diệp Thần Phong một mực đả kích không nhẹ, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong mật thất bế quan. Tại Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bế quan sau đó nơi này hoàn toàn là Diệp Thần Phong phụ trách. Ngô gia cùng Giang gia lão tổ từng cái cung kính tìm đến Diệp Thần Phong, cười đến được kêu là một cái hiền lành a hát. Những này thần tôn cảnh lão tổ nhìn qua thật giống hoàn toàn là người hiền lành lão đầu. Đảo mắt hai ngày trôi qua, tại trong hai ngày này, Diệp Thần Phong lấy sạch dò xét một cái tiểu thế giới, tuy nói bên trong tiểu thế giới xuất hiện không ít cơ duyên, nhưng hắn thực lực hôm nay đã là cực cảnh đỉnh phong, trong đó xuất hiện rất nhiều cơ duyên đã không thích hợp hắn, đúng là có thể để cho bên trong tiểu thế giới người. Ngoại trừ lấy sạch dò xét tiểu thế giới bên ngoài, Diệp Thần Phong liền ở giúp Ngô gia cùng Giang gia người luyện chế đan dược và luyện chế vũ khí. Hắn chế thuốc cùng luyện khí trình độ càng thêm vững chắc. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh một lần nữa về tới bên trong tiểu thế giới. Giữa bầu trời phá thành mảnh nhỏ càng ngày càng rõ ràng, đứng ở trong nhà, Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ mặt nam vọt lên cuồn cuộn khói đen, những này khói đen nhìn qua cực kỳ tà. Ác, mặt nam bầu trời rất nhanh bị khói đen cho nhuộm đen rồi. Tại Diệp Thần Phong cau mày thời điểm. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn ra Diệp Thần Phong nghi hoặc, Giang Thắng Lương giải thích, lão tổ, cái kia bốc lên khói đen địa phương, hẳn là Quỷ Vân hang động. Nơi đó vốn là Ngàn Linh Tông, Ma Vân Thánh Địa, Thần Hỏa Tông cùng Huyết Diễm Cốc chỗ cộng đồng trưởng khống địa phương, có người nói Quỷ Vân trong hang động rất cổ quái, Ngàn Linh Tông bọn hắn từ đầu đến cuối không có ở trong đó thăm dò suốt cái gì đến. Bất quá! Quỷ Vân trong hang động âm u cực kỳ,
coi như là thần tôn cảnh cường giả bước vào, cũng sẽ có một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu. Bây giờ Quỷ Vân hang động phương hướng dĩ nhiên toát ra cuồn cuộn khói đen, e sợ nơi đó khẳng định xảy ra biến cố gì. Quỷ Vân hang động khoảng cách Long Hồn cổ thành cũng không tính gần. Cái kia cái gọi là Quỷ Vân hang động bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy, này làm cho Diệp Thần Phong tâm bên trong tràn ngập tò mò. Phàm là địa phương nguy hiểm cùng địa phương cổ quái đều là bạn có cơ duyên. Đang suy tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong đối với Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, nói ra ta muốn đi Quỷ Vân hang động nhìn một chút. Thấy Diệp Thần Phong quyết định, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng không tiện ngăn cản. Ngô Thừa Nhan nói ra, lão tổ, chúng ta cùng đi với ngươi một chuyến. Chương 2520, gặp lại Phong Vô Cực. Bởi Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nằm ở bế quan bên trong, Diệp Thần Phong cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Dù sao bây giờ Diệp Thần Phong có cực cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng có nửa bước thần đế thực lực, ba người cùng đi hướng về Quỷ Vân hang động, hẳn là không sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh rồi. Một đường đi về phía nam mặt đạp không mà đi. Diệp Thần Phong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương phát huy ra cực hạn tốc độ nhanh vô cùng. Tuy nói Long Hồn cổ thành khoảng cách Quỷ Vân hang động có một khoảng cách, thế nhưng lấy bọn hắn tốc độ của ba người mấy canh giờ liền bắt đầu đến gần rồi. Cuồn cuộn khói đen ở trên bầu trời không ngừng bốc hơi. Càng đến gần, Diệp Thần Phong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương càng phát có một loại khiếp đảm, ở đằng kia cuồn cuộn trong hắc vụ có một loại đặc thù khí tức, loại khí tức này để ba người bọn hắn có một loại cảm giác buồn nôn. Diệp Thần Phong thân ảnh dừng lại ở giữa bầu trời, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tới gần Quỷ Vân hang động, bây giờ khoảng cách Quỷ Vân hang động còn có hơn 500 mét bộ dáng. Diệp Thần Phong cau mày. Tại dừng lại mấy giây sau đó thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng về Quỷ Vân hang động lao đi. Cuối cùng vững vàng đã rơi vào Quỷ Vân hang động trước. Chỉ thấy Quỷ Vân hang động khẩu nằm từng bộ tử trạng thê thảm người tu luyện thi. Thể, bọn hắn hẳn là ngàn linh tông các loại trong tông môn người. Quỷ Vân hang động khẩu giống như một chương lệ quỷ mặt, phảng phất là lệ quỷ mở ra miệng mình. Cái này cũng là Quỷ Vân hang động danh tự nguồn gốc. Đứng ở hang động khẩu, căn bản không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương không nhúc nhích đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, tại bọn hắn muốn hướng về Quỷ Vân trong hang động đi đến thời điểm. Diệp Thần Phong bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương tuy nói có nửa bước thần đế thực lực, nhưng lực cảm giác của bọn hắn xa kém xa Diệp Thần Phong. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Chỉ thấy từ Quỷ Vân trong hang động trong nháy mắt truyền ra từng đợt sóng linh khí. Theo thời gian trôi đi, truyền tới sóng linh khí càng ngày càng kịch liệt, thậm chí để Diệp Thần Phong đám người sắc mặt cũng hơi đổi. Oanh! Một tiếng. Trên bầu trời một tôn màu đen tượng thần hư ảnh đột nhiên hiện lên, chuyện này ý nghĩa là lại có người đột phá đến chân chính thần đế cảnh. Nhìn thấy tượng thần hư ảnh hiện lên sau. Diệp Thần Phong sắc mặt của bọn họ trở nên càng thêm ngưng trọng. Lại có thể có người đột phá đến thần đế cảnh. Rốt cuộc là ai đột phá thần đế cảnh? Xem tới nơi đây không thích hợp ở lâu. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho là có hắn, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, hẳn là không hội ngộ đến nguy hiểm, nhưng hôm nay có người rõ ràng tại Quỷ Vân trong hang động đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ, ai biết Quỷ Vân trong hang động đến cùng còn ẩn tàng cái gì? Tại Diệp Thần Phong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương chuẩn bị lúc rời đi. Một vệt bóng đen bỗng nhiên từ Quỷ Vân trong hang động bồng bềnh mà ra, đem Diệp Thần Phong đường đi của bọn họ cản lại. Đang nhìn đến bóng đen này sau, Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt hơi dừng lại một chút. Trước đó tại chính khí trong tông, Diệp Thần Phong nhìn thấy trong truyền thuyết hỗn độn thời đại điểm hồn đài. Điểm hồn đài là có thể ngưng tụ quỷ sát hồn pháp bảo, lúc đó chính khí tông mấy vị lão tổ. Bọn hắn muốn lợi dụng điểm hồn đài đến ngưng tụ ra quỷ sát hồn. Nhưng cuối cùng được Diệp Thần Phong làm hỏng rồi. Tuy rằng quỷ sát hồn vẫn là ngưng tụ, nhưng kỳ thật lực lại giảm xuống không ít. Nhưng khi đó điểm hồn đài ngưng tụ quỷ sát hồn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quỷ sát hồn. Vậy quỷ sát hồn là không có tư tưởng của mình, mà lúc trước ngưng tụ quỷ sát hồn có ý thức của mình. Sáng tạo ra điểm hồn đài người chính là hỗn độn thời đại một vị tuyệt thế đại ma,
hắn đem chính mình một tia hồn phách phong tồn tại điểm hồn giữa đài, chờ đợi hậu nhân đưa hắn là thả ra ngoài. Cho nên, này ngưng tụ quỷ sát hồn được cái kia tuyệt thế đại ma phong vô cực cho khống chế, phong vô cực trực tiếp đem chính khí tông mấy vị lão tổ cắn nuốt mất rồi, lúc trước hắn còn muốn giết Diệp Thần Phong, cũng may Diệp Thần Phong tránh thoát một kiếp. Sau đó, Diệp Thần Phong cùng phong vô cực lại tại Thánh Hỏa Tông bên trong di tích gặp gỡ, ngay lúc đó phong vô cực khôi phục được tiểu viên mãn đỉnh phong thực lực. Lúc ấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của phong vô cực. Cuối cùng đã trốn vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Phong vô cực bởi vì không tìm được Diệp Thần Phong, hắn đem Thánh Hỏa Tông di tích lối vào làm hỏng, nỗ lực để Diệp Thần Phong chết tại không gian đổ nát bên trong. Cũng may Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp Diệp Thần Phong xé ra không gian, hắn năng lực lấy thuận lợi rời đi Thánh Hỏa Tông di tích. Lúc trước Phong vô cực cho rằng Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Cho nên, trước mắt Phong vô cực đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, hắn trong con ngươi vẻ mặt rõ ràng cũng dừng lại một chút. Đang khôi phục đến thần đế cảnh sơ kỳ thực lực sau, Phong vô cực không còn là quỷ sát hồn bộ dáng rồi, hắn khôi phục nguyên bản dáng dấp. Từ khi tại Thánh Hỏa Tông bên trong di tích cùng Diệp Thần Phong phân tán sau, Phong vô cực một mực tìm kiếm khôi phục thực lực biện pháp, hắn dù sao cũng là hỗn độn thời đại tuyệt thế đại ma, hắn khôi phục thực lực biện pháp có không ít, hắn cũng là trong lúc vô tình tìm tới tiến vào lục đại lánh đời tông môn bên này cửa vào. Tại trước đó Hà Không Thắng phân thân bị diệt thời điểm, hắn chính tốt cảm thấy quỷ vân hang động, hắn cảm giác quỷ này vân hang động đối với hắn có giúp đỡ rất lớn. Hắn liền không chút do dự tiến vào trong đó. Quả nhiên, Phong vô cực tại quỷ vân trong hang động tìm tới mà hắn cần năng lượng, lợi dụng những năng lượng này, hắn không ngừng khôi phục thực lực, cuối cùng rốt cuộc khôi phục được thần đế cảnh sơ kỳ tầng thứ. Phong vô cực vẻ mặt tại dừng một chút sau đó trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ vui thích, hắn đã nói muốn tự tay giết Diệp Thần Phong. Lần trước bởi vì không tìm được Diệp Thần Phong, Phong vô cực mới phá hủy Thánh Hỏa Tông di tích lối vào, để chỗ kia không gian nằm ở đổ nát trạng thái, cho rằng như vậy thì có thể làm cho Diệp Thần Phong chết ở trong đó rồi. Phong vô cực trên người thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế lăn lộn, bởi Diệp Thần Phong phóng ra ngoài khí thế, hắn có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại cực cảnh đỉnh phong, đồng dạng hắn cũng cảm giác được Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương thực lực tại nửa bước thần đế, này làm cho thần sắc của hắn hơi hơi có mấy phần nghiêm nghị. Nhưng hắn nhưng là thứ thiệt thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong đột phá thực lực tốc độ đã vậy còn quá nhanh, trước hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong mới nằm ở thực lực ra sao. Thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế hướng về Diệp Thần Phong ba người ép tới. Thân là nửa bước thần đế Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương sắc mặt khẽ thay đổi, trên mặt vẻ mặt trở nên tái nhợt không ít. Mà trái lại chỉ có cực cảnh đỉnh phong Diệp Thần Phong. Hắn ngược lại là mặt không đổi sắc, hoàn toàn đem phong vô cực thật khí thế áp bức cho chịu đựng được. Tiểu tử, không nghĩ tới A Hát, chúng ta lại gặp mặt, nguyên bản ta cho rằng ngươi đã đến Diêm Vương Điện đi tới báo cáo. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phong vô cực tuy rằng ngoài miệng nhìn như nói rất dễ dàng, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào ung dung, hắn nói chuyện thế áp bức, dĩ nhiên cũng hoàn toàn thử không ra Diệp Thần Phong sâu cạn. Diệp Thần Phong thật sự chỉ có cực cảnh đỉnh phong thực lực sao? Phong vô cực trong lòng không được khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.